Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 8. Lâm Sơn nhìn khí thế chưa tản đi trên người Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức cười gật đầu nói, không tệ không tệ, trước đây lão phu cùng mấy lão bất tử còn nghi hoặc sao ngươi rõ ràng là phàm nhân cảnh mà huyền khí lại tinh thuần như vậy, cho dù là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí cũng không tinh thuần như vậy được, bây giờ ta đã hiểu được, thì ra ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Dương Diệp giật mình ngẩn ra, sau đó nhìn Bảo Nhi, lại nhìn lão nhân, hắn tựa hồ hiểu ra gì đó. Nhìn thấy Dương Diệp còn ngơ ngác, Bảo Nhi chạy đến dẫm cho hắn một cái, nói, đồ ngốc, còn không mau bái kiến sư phụ đi. Thật sự là vị sư phụ tiện nghi của mình sao? Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên cúi người làm lễ sư đồ, cung kính nói, đệ tử Dương Diệp, bái kiến sư phụ. Nếu như lão nhân trước mắt thấy hắn chướng mắt, Dương Diệp tất nhiên sẽ không đi mặt nóng dán mông lạnh, nhưng từ ánh mắt của lão nhân nhìn hắn, Dương Diệp biết lão nhân rất hài lòng về hắn. Hơn nữa lão nhân trước mắt có thể bảo vệ muội muội hắn, bây giờ cùng đường hắn tất nhiên phải lập tức ôm đùi rồi. Nhìn thấy Dương Diệp hành lễ bái sư, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Sơn càng rõ. Bây giờ danh phận sư đồ giữa lão và Dương Diệp đã xác thực. Đồng thời trong lòng lão cũng cảm thấy may mắn trước đây Dương Diệp rời khỏi Triệu Dương Thành, không để mấy lão bất tử kia tìm được. Đệ tử này bất kể là thiên phú trên phù văn chi đạo hay là thiên phú ở kiếm đạo đều rất yêu nghiệt, suýt chút nữa đã có thể thành đệ tử người khác. Lúc này Bảo Nhi cười tủm tỉm nói, ra ra, Bảo Nhi nhận cho người một đệ tử tốt chứ. Bộ dạng Bảo Nhi lúc này giống như một đứa bé làm được chuyện lớn, đang chờ đợi gia trưởng khen ngợi. Lâm Sơn xoa xoa cái đầu nhỏ của Bảo Nhi, cười nói, đúng vậy, nhà đầu con cuối cùng cũng làm được một việc đứng đắn. Gia Gia biết con có chủ ý gì, yên tâm, Gia Gia không để con thiệt thòi đâu. Nói xong Lâm Sơn nâng Dương Diệp dậy, nói, đi, chúng ta về Phủ Văn Phong. Dương Diệp do dự một chút, nói, sư phụ, Bách Hoa Cung, tuy rằng đã bái sư, Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng, dù sao thực lực Bách Hoa Cung cũng không nhỏ hơn Kiếm Tông, vị trước mắt mới trở thành sư phụ hắn có nguyện ý đắc tội Bách Hoa Cung hay không còn chưa rõ. Lâm Sơn xua tay nói, yên tâm, tất cả có ta lo. Chuyên bác tri ân. Nghe vậy Dương Diệp thả lỏng một hơi, cho dù như thế nào nữa thì mình và muội muội đã được an toàn. Lập tức không do dự nữa, nghiêm túc đi bên cạnh Lâm Sơn. Ngay khi ba người Dương Diệp xoay người đi ra ngoài điện thì Ngọc Lâm rốt cục lấy lại tinh thần, thân hình khẽ động, mang theo từng đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Ngọc Lâm ôn quyền với Lâm Sơn, nói, Lâm Đại Sư, Dương Diệp là đệ tử Kiếm Tông chúng ta. Lâm Sơn mới liếc mắt nhìn Ngọc Lâm. Châm chọc nói, phải vậy không? Lúc trước ta còn tưởng Dương Diệp là đệ tử Quỷ Tông chứ, không thì sao Ngọc Lâm ngươi lại đưa hắn ra chịu chết? Ngọc Lâm có chút xấu hổ, nếu như là người khác châm chọc ông ta thì nhất định ông ta sẽ tặng cho đối phương một kiếm rồi, thế nhưng lão nhân trước mắt ông ta đắc tội không nổi, đừng nói là ông ta, ngay cả tông chủ cũng không dám đắc tội, đây chính người túy sư bá mời đến đấy. Lập tức cười khổ nói, Lâm Đại Sư nói đùa rồi. Kiếm Tông ta quyết sẽ không đưa đệ tử Tông Môn đi chịu chết. Trước đó có chút hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm. Lâm Sơn khoát tay nói, Ngọc Lâm, đừng có bày ra bộ dáng kia nữa. Lúc nãy ta còn nghĩ tới mặt mũi của đệ tử ta ký kết hiệp nghị 2 năm với Kiếm Tông, thế nhưng bây giờ ta cảm thấy không cần phải như vậy nữa. Trên khuôn mặt già nua của Ngọc Lâm càng thêm khổ sở, người khác không biết nhưng ông ta biết, lão nhân trước mắt sở dĩ đến Kiếm Tông hoàn toàn là bởi vì thiếu nhân tình của túy sư bá. Không thì Kiếm Tông không mời được Phủ Văn Đại Sư như Lâm Sơn đến. Có điều lúc này ông ta không còn tâm tình quản chuyện này nữa, cũng không quản vì sao Dương Diệp trở thành đệ tử Lâm Sơn, trong đầu ông ta bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể để cho thiếu niên lĩnh ngộ được kiếm ý trước mắt rời khỏi Kiếm Tông. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Ngọc Lâm lóe lên vẻ phức tạp và hối hận, ý không ngờ tới thiếu niên này lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, là kiếm ý đó. Kiếm Tông mấy trăm năm nay cũng không có xuất hiện ai có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu như lúc trước biết được thiếu niên trước mắt lĩnh ngộ kiếm ý, đừng nói là Bách Hoa Cung, cho dù đắc tội nguyên môn ông ta cũng sẽ không do dự chút nào cả. Ông ta cực kỳ rõ ràng thiếu niên thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý đại biểu cho cái gì, đại biểu cho Kiếm Tông sau này nhất định sẽ quật khởi, đại biểu cho Kiếm Tông trăm năm sau có một tuyệt thế cường giả còn mạnh hơn túy sư bá thủ hộ tông môn. Đáng tiếc quyết định lúc trước của ông ta nhất định làm cho thiếu niên trước mắt này không có ấn tượng tốt đối với Kiếm Tông. Nghĩ vậy, Ngọc Lâm hít sâu một hơi, nói, Dương Diệp,
chuyện lúc trước lão phu xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại kiếm tông, chuyện Bách Hoa Cung bên kia kiếm tông sẽ đỡ thay ngươi, hơn nữa sau này kiếm tông sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, được không? Lúc này Xích Hỏa cũng đi tới trước mặt Dương Diệp, nói tiểu tử, lão phu cũng xin lỗi ngươi chuyện lúc nãy. Ngay cả ba đại hán trung niên đang yên lặng một bên cũng xin lỗi Dương Diệp chuyện lúc nãy, nếu như Dương Diệp chỉ là một thiên tài bình thường, thậm chí cho dù bây giờ là tiên thiên cảnh bọn họ cũng sẽ không xin lỗi, bọn họ có kiêu ngạo của bọn họ. Thế nhưng Dương Diệp lĩnh ngộ được kiếm ý, ở trước mặt kiếm ý, bọn họ không thể không cúi đầu. Lâm Sơn ở một bên trầm mặc, lão biết kiếm ý đối với kiếm tông đại biểu cái gì, nếu như lão ngăn cản Dương Diệp ở lại kiếm tông, vậy thì sẽ đắc tội kiếm tông cho tới chết. Lão không sợ đắc tội kiếm tông, thế nhưng kiếm tông có túy lão đầu thì lão không thể không cho chút mặt mũi. Cho nên ở lại hay không ở lại đều phải để Dương Diệp tự mình lựa chọn. Dương Diệp không có suy nghĩ mất bao lâu, cũng không cần suy nghĩ, lập tức bình thản nói, tạ ơn ý tốt của trưởng lão chấp kiếm và các vị tiền bối, có điều thứ cho vãn bối nói thẳng, tông môn không để ý tới sống chết của đệ tử, vãn bối không dám ở lại, vãn bối cũng không muốn sau này lại bị người khác đưa ra chịu chết. Còn nữa, trưởng lão chấp kiếm cũng đã nói, vãn bối không phải đệ tử kiếm tông. Nói xong Dương Diệp nhìn về phía Lâm Sơn, nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, Dương Diệp biết tại sao những người này lại thay đổi thái độ, đơn giản chính là hắn lĩnh ngộ được cái kiếm ý gì kia. Đúng vậy, những người này nhìn chúng là kiếm ý của hắn, nếu như hắn không có kiếm ý, hắn ở trong mắt những người này ngay cả con kiến cũng không bằng. Hắn hiểu được những người này là vì tông môn mà vứt bỏ hắn, thế nhưng hiểu được không có nghĩ là tiếp nhận được, Dương Diệp hắn còn chưa phải loại để bị coi thường như vậy. Cho nên hắn căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Nghe được Dương Diệp nói, ánh mắt Lâm Sơn lộ ra vẻ tán thưởng, nếu như Dương Diệp chỉ vì vài câu hứa hẹn mà hồi tâm chuyển ý thì đánh giá của lão về Dương Diệp sẽ giảm đi, bởi vì như vậy thật không có cốt khí chút nào. May mà Dương Diệp không có hồi tâm chuyển ý. Ngọc Lâm còn muốn nói gì đó, thế nhưng Lâm Sơn không cho ông ta cơ hội, mang Dương Diệp trực tiếp đi ra đại điện. Nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất ở cửa đại điện, Xích Hỏa trầm giọng nói, sư huynh, kiếm tông ta nghìn năm qua khó có được một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, chúng ta không thể để hắn rời khỏi kiếm tông được. Ngọc Lâm lắc đầu, buồn bã nói, hắn đối với kiếm tông chúng ta đã không có chút tình cảm nào nữa rồi, nếu như không có Lâm Đại Sư, có lẽ hắn sẽ vì nguyên nhân Bách Hoa Cung mà đồng ý ở lại. Thế nhưng bây giờ có Lâm Đại Sư, kiếm tông ta đối với hắn đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao cả. Dương Diệp trở thành đệ tử Lâm Đại Sư từ khi nào? Lúc này một đại hán trung niên bên cạnh nghi hoặc hỏi. Hắn là một phù văn sư. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đi vào trong đại sảnh, Tô Thanh Thi liếc nhìn Ngọc Lâm, nói, Ngọc Lâm sư bá, Thanh Thi rất thất vọng, Thanh Thi không nghĩ tới người lại giao Dương Diệp ra, lấy cớ đuổi Thanh Thi đi. Lại không ngờ tới Ngọc Lâm sư bá lại giao Dương Diệp ra. Kiếm tông ta thực lực đã không bằng trước, thế nhưng kiếm tông ta cần phải e ngại Bách Hoa Cung sao? Nàng sau khi mang mấy người Bách Hoa Cung đi nghỉ ngơi thì vội vàng trở về, chỉ là vẫn muộn một chút, ở cửa nàng gặp được Dương Diệp, biết được tin Dương Diệp đã rời khỏi kiếm tông. Nàng vốn còn định cứu vãn chút gì đó, chỉ là khi Dương Diệp nói trưởng lão chấp kiếm không thừa nhận thân phận đệ tử kiếm tông của hắn, và phải giao hắn cùng muội muội của hắn ra thì nàng không muốn khuyên gì nữa. Nàng mặc dù không quá quen thuộc với Dương Diệp, thế nhưng đối với tính cách của Dương Diệp cũng hiểu một chút, kiếm tông muốn giao hắn ra, hắn có thể sẽ không oán hận kiếm tông gì lắm, thế nhưng kiếm tông muốn giao muội muội của hắn ra, vậy không thể nghi ngờ là đã đụng tới nghịch lân của hắn, dưới tình huống như vậy, Dương Diệp căn bản không có khả năng ở lại kiếm tông. Ngọc Lâm không để ý Tô Thanh Thi chỉ trích mình, ông ta có chút thử người ra hỏi, Thanh Thi, người nói Dương Diệp hắn là một phù văn sư sao? Tô Thanh Thi ổn định lại tâm tình, nói, hắn không chỉ là một phù văn sư, còn là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí, hơn nữa ở khảo hạch kiếm nô tháp hắn đã xông tới tầng 23, tháp bá đồng ý cho hắn sau này có thể tự do tiến vào kiếm nô tháp tu luyện. Nói cách khác, hắn là người mà tháp bá để ý. Nói xong, trong lòng lại thầm nói, hắn còn là một yêu nghiệt có thể khống chế huyền thú nữa. Nghe vậy, không chỉ có Ngọc Lâm, ngay cả bốn người bên cạnh đều lộ ra vẻ khổ sở trên mặt, lúc này có thể nói bọn họ hối hận từ tận ruột gan rồi. Một thiếu niên lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn là một phù văn sư cứ như vậy bị bọn họ đuổi ra khỏi kiếm tông, bọn họ có thể không hối hận sao?
Ngọc Lâm đau khổ lắc đầu nói, Thanh Thi, hắn nếu là phù văn sư, lại lĩnh ngộ kiếm ý, vậy sao ngươi không thông báo sớm cho chúng ta biết, nếu ngươi nói cho chúng ta biết, cho dù đắc tội với Bách Hoa Cung chúng ta cũng sẽ không để cho hắn phải thất vọng với kiếm tông. Cái gì? Tô Thanh Thi biến sắc, nói, hắn lĩnh ngộ được kiếm ý. Lẽ nào ngươi không biết? Ngọc Lâm kinh ngạc nói. Tô Thanh Thi hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Chấp kiếm, trông coi, giữ kiếm. Một ngày sau, khảo hạch đệ tử nội môn kiếm tông tiến hành như đúng hạn, nhưng việc này đã không liên quan tới Dương Diệp nữa. Sau khi rời khỏi Thái Thanh Điện, Dương Diệp liền đưa Tiểu Giao trở về Phù Văn Phong. Phù Văn Phong chỉ có Bảo Nhi và gia gia của nàng, bình thường Bảo Nhi thấy rất buồn chán, bây giờ có Tiểu Giao đến nàng cao hứng không chịu được, lập tức nhận Tiểu Giao làm muội muội, đồng thời tuyên bố ai dám bắt nạt Tiểu Giao chính là bắt nạt nàng. Nhìn thấy hai người Bảo Nhi và Tiểu Giao tình như tỉ muội, Dương Diệp cũng thấy vui vẻ, chỉ là khiến hắn có chút buồn bực chính là người sư phụ hắn vừa mới bái sau khi trở về Phù Văn Phong thì bắt hắn đọc rất nhiều quyển trục. Trời ạ, khi thấy lượng quyển trục trong thư phòng thì hắn thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Có điều để lưu lại cho sư phụ một cái ấn tượng tốt, Dương Diệp cũng chăm chú nhìn xem, lúc đầu hắn còn có chút buồn bực nhưng khi xem thì hắn trở nên mê mẩn. Bởi vì những quyển trục này không chỉ có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ xảo của phù văn đại sư mà còn có rất nhiều bí kỹ phù văn cực kỳ quý báu. Cái gọi là bí kỹ phù văn chính là chỉ một số huyền kỹ có thể khảm trên huyền bảo. Dương Diệp ngay từ đầu cho rằng chỉ cần phù văn sư nguyện ý thì có thể tùy tiện khắc huyền kỹ lên trên huyền bảo. Kỳ thực lại không phải vậy, muốn khắc một huyền kỹ lên trên huyền bảo thì rất là phiền phức. Bởi vì phù văn sư cần phải ghi nhớ được phương pháp vận hành kinh mạch của huyền kỹ đó. Mà kinh mạch cơ thể người nhiều thế nào? Phải ghi nhớ phương pháp vận hành của huyền kỹ, phức tạp như thế nào? Đặc biệt là huyền kỹ trên huyền giai, lộ tuyến vận hành càng phức tạp tới rối tinh rối mù. Hơn nữa cho dù ghi nhớ được những thứ đó, còn cần phải trải qua vô số lần thực nghiệm mới có thể thật sự hoàn thành, bởi vì một khi có một chút sai lầm thì đó sẽ là tai nạn chết người. Nói chung một cuốn bí kỹ phù văn rất cực kỳ quý giá. Ngay cả một bí kỹ phù văn hoàng giai bình thường cũng có thể bán được hơn triệu kim tệ. Sau khi hiểu được bí kỹ phù văn quý giá, Dương Diệp càng cố gắng hơn nữa. Cứ như vậy liên tục 3 ngày Dương Diệp đều ở trong thư phòng của Lâm Sơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày thứ tư Dương Diệp đi ra khỏi thư phòng, bởi vì Tô Thanh Thi đến đây. Phù văn phong thuộc về một trong 7 đại chủ phong của kiếm tông đương nhiên không thể nói nhỏ được. Hơn nữa trên đỉnh mây mù lượn quanh, có vô số loại hoa không biết tên nở rộ như tiên cảnh, chỉ là nơi đây có chút yên tĩnh quá. Cũng may sau khi Dương Diệp và Tiểu Giao tới thì Phù Văn Phong đã bớt cô quạnh hơn, tăng thêm nhiều sức sống. Phù Văn Phong có 2 tòa kiến trúc, một là Phù Văn Điện, bình thường là nơi Lâm Sơn ở, có điều Lâm Sơn cơ bản không ở trong đó. Còn một tòa nhà nữa được tu sửa rất xa hoa, có điều chỉ có một mình Bảo Nhi ở trong đó. À không, bây giờ có thêm Dương Diệp và Tiểu Giao nữa. Trong phòng Dương Diệp, Tô Thanh Thi nhìn hắn nói, thật sự không thể vãn hồi sao? Dương Diệp hiểu Tô Thanh Thi ám chỉ cái gì, lập tức lắc đầu cười nói, Thanh Thi, ta làm người chính là như thế, người không phụ ta không phụ người, trước kia ta cũng xem kiếm tông là nhà của mình, xem đó là vinh quang của ta cũng cảm thấy vẻ vang khi là đệ tử kiếm tông. Thế nhưng kiếm tông đối xử với ta như thế nào? Mấy vị trưởng lão đứng ở góc độ của kiếm tông không có làm sai, chỉ là ta không muốn sau này mình bị người ta vứt bỏ lần nữa, cho nên nàng không cần khuyên ta đâu. Tô Thanh Thi yên lặng, nàng hiểu được tâm tình của Dương Diệp, cho dù là ai bị người ta vứt bỏ thì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu được. Chỉ là nàng thật không hy vọng Dương Diệp rời khỏi kiếm tông như vậy, bởi vì Dương Diệp đã lĩnh ngộ kiếm ý thì chỉ có ở lại kiếm tông mới phát triển mạnh hơn nữa. Dù sao kiếm tông cũng là tông môn mà tất cả đều tu kiếm. Đúng rồi, Dương Diệp đột nhiên nói, lần trước Bảo Nhi có nói cho ta biết có người nói cho muội ấy biết ta gặp nguy hiểm người kia có phải Thanh Thi nàng không? Lúc trước Dương Diệp vẫn còn có chút nghi hoặc sao Bảo Nhi và Lâm Sơn tới Thái Thanh Điện, sau hắn hỏi Bảo Nhi mới biết được thì ra có người thông báo cho Bảo Nhi, nói cho Bảo Nhi biết hắn gặp nguy hiểm, người đầu tiên Dương Diệp nghĩ tới chính là Tô Thanh Thi trước mắt mình. Tô Thanh Thi gật đầu nói, lúc trước khi ta biết người của Bách Hoa Cung tới kiếm tông thì ta biết ngay bọn họ tới là vì ngươi, vì để Bảo Nhi đi nói giúp ngươi nên ta đã thông báo cho Bảo Nhi, chỉ là không ngờ tới nàng mang theo gia gia của nàng tới,
càng không có nghĩ tới Ngọc Lâm sư bá sau khi ta đuổi ta đi liền lập tức làm ra quyết định như vậy. Nghe vậy trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, chân thành nói cảm ơn. Lại giống như nghĩ tới gì đó, hắn lại hỏi, đúng rồi, người Bách Hoa Cung đâu rồi? Kiếm Tông không giao ta ra, bọn họ chắc chắn sẽ không để yên đâu. Tô Thanh thì nói, bọn họ không để yên thì có thể làm gì? Người bây giờ là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư, là người thuộc công hội Phù Văn Sư, mấy người Bách Hoa Cung bọn họ mặc dù là Bách Hoa Vệ, nhưng còn chưa dám tới tìm Lâm Đại Sư gây phiền phức, bỏ đi thân phận Phù Văn Sư của Lâm Đại Sư thì thực lực tôn giả cảnh của ngài ấy cũng không phải là người mà bọn họ có tư cách đến gây phiền toái được. Thì ra là thế, Dương Diệp gật gật đầu, bây giờ hắn hiểu cái gì gọi là đứng dưới bóng đại thụ thì chỗ nào cũng mát cả. Người lĩnh ngộ được kiếm ý, ở lại Kiếm Tông sẽ phát triển được tốt hơn. Về phần tình huống như trước đó, ta cam đoan với ngươi sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, được không? Tô Thanh thì vẫn có chút không cam lòng, vốn Dương Diệp chưa lĩnh ngộ kiếm ý thì cũng là người yêu nghiệt nhất nàng gặp qua, bây giờ Dương Diệp đã lĩnh ngộ kiếm ý thì ở trong toàn bộ thiếu niên nam vực cũng có thể được coi là thiên tài, nàng thực sự không hy vọng Dương Diệp ngày sau gia nhập vào thế lực khác. Thấy Tô Thanh thì còn muốn khuyên hắn ở lại Kiếm Tông, Dương Diệp có chút sở khóc sở cười, nói, Thanh Thi, Kiếm Tông là một đại tông môn, cho dù không có Dương Diệp ta thì vẫn là một đại tông môn, nàng thật sự không cần phải như vậy. Tô Thanh thì thở dài trong lòng, đứng dậy bước ra cửa, có một số việc, cho dù nàng cố gắng cũng không thể vãn hồi được. Thanh Thi, Dương Diệp gọi Tô Thanh Thi lại. Tô Thanh Thi dừng bước, xoay người nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đi tới trước mặt Tô Thanh Thi, nói, mặc dù ta không phải đệ tử Kiếm Tông, nhưng ta vẫn sẽ đi tham gia cái Thanh Vân bảng kia. Vì sao? Tô Thanh Thi không giải thích được. Dương Diệp chân thành nói, Kiếm Tông phụ ta, nhưng nàng chưa từng phụ ta, nếu như không có nàng, Dương Diệp ta lúc trước ở An Nam Thành đã chết trong tay Bách Hoa Cung rồi. Với ta mà nói, nàng là nàng, Kiếm Tông là Kiếm Tông, ta tham gia Thanh Vân bảng là vì nàng, không phải vì Kiếm Tông. Tô Thanh Thi yên lặng hồi lâu rồi nói, nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, vậy thì quay về Kiếm Tông được không? Dương Diệp lắc đầu nói, nàng có cố chấp của nàng, ta cũng có cố chấp của ta, hơn nữa nàng không cần phải vì Kiếm Tông mà ủy khuất chính mình. Một tông môn muốn cường thịnh, quả thật là nhờ những nỗ lực và đấu tranh không từ bỏ của người trong tông môn, thế nhưng chắc chắn không thể dựa vào nỗ lực của một người là có thể được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thanh Thi lộ ra nụ cười khổ, nói, đạo lý này sao ta không biết chứ? Nhưng ta không nỗ lực không được, người đã nói thân phận của ta ở Kiếm Tông không thấp, quả thực thân phận của ta ở Kiếm Tông không thấp, bởi vì ta chính là con gái của tông chủ Kiếm Tông. Dương Diệp trong lòng kinh hãi, hắn vốn còn cho rằng Tô Thanh Thi cùng lắm là một trưởng lão, hoặc là con gái của một trưởng lão có thực quyền nào đó, nhưng hắn không ngờ tới Tô Thanh Thi lại là con gái của tông chủ Kiếm Tông, thân phận này so với thân phận công chúa Đại Tần Đế Quốc cũng không thấp hơn. Tô Thanh Thi nhìn thẳng Dương Diệp nói, người nói tiến vào top 5 Thanh Vân bảng, sau đó để cho ta cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta, nhưng ngươi cũng đã biết, nếu ngươi muốn cùng một chỗ với ta, thì không phải chỉ tiến vào top 5 Thanh Vân bảng là có thể được. Cho nên ngươi cũng không nhất thiết phải tham gia Thanh Vân bảng. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể bộc phát ra, nói, Thanh Thi, nàng là muốn để cho ta biết khó mà lui sao. Vậy thì nàng sai rồi, ta thừa nhận ta bị thân phận của nàng làm cho khiếp sợ, nhưng thế thì sao chứ? Dương Diệp ta sẽ bởi vì thân phận của nàng mà sợ hãi và tự ti sao? Không, thân phận của nàng sẽ chỉ làm ta thêm nỗ lực mà thôi. Cảm nhận được kiếm ý sắc bén tỏa ra trên người Dương Diệp, sắc mặt Tô Thanh Thi động dung, một lúc lâu sau nàng thấp giọng thở dài, nói ta bây giờ có chút hiểu được vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Dương Diệp thu hồi vẻ tươi cười, nhìn Tô Thanh Thi chân thành nói, Thanh Thi, ta thừa nhận thực lực ta bây giờ còn yếu kém, vẫn còn chưa đạt tới trình độ tiêu chuẩn trong suy nghĩ của nàng, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý cho ta thời gian, ta sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để có thực lực làm cho nàng không trốn tránh ta nữa. Trước kia Dương Diệp không rõ cái gì gọi là yêu, hắn cũng không biết trước kia đối với Tô Thanh Thi có tính là yêu không nữa, thế nhưng bây giờ Dương Diệp vô cùng rõ ràng tình cảm của hắn đối với Tô Thanh Thi, đó đã không còn là dục vọng chiếm hữu, mà là hắn thật sự động lòng với cô gái trước mắt này. Nếu đã động lòng thì nói ra, nếu đã động lòng thì không cần kiêng kỵ gì cả thổ lộ ra, về phần chênh lệch thân phận và lực thực lực trong lúc đó,
một nam nhân có chí khí, luôn nỗ lực lại phải để tâm tới hai thứ này sao? Dương Diệp hắn từ nhỏ không có số mệnh vương tôn quý tử gì, nhưng thế thì sao chứ? Vương hầu tương tương, Ninh Hữu trùng hồ, năm đó thủy hoàng của Đại Tần đế quốc có thể bằng hai bàn tay trắng dựng nên một vương triều bá nghiệp, năm đó tổ sư kiếm tông một người một kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Dương Diệp hắn vì sao không thể? Hắn chưa từng cho rằng hắn không xứng với Tô Thanh Thi. Nghe được lời Dương Diệp nói, Tô Thanh Thi vô cùng kiên định nhìn Dương Diệp, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khác thường, nàng cố nén loại cảm xúc này lại, một lúc lâu sau nàng xoay người nói, ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong bước đi ra ngoài, đi tới cửa nàng dừng lại, nói, nghe đồn Nguyên Môn có một thiên tài gọi là Nguyên Dạ, người này lấy thực lực tiên thiên nhất phẩm kích sát cường giả vương giả cảnh, mà người này ở trên ngoại môn bảng của Nguyên Môn chỉ đứng hạng 14. Nói xong Tô Thanh Thi không dừng lại nữa, biến mất ở trước cửa. Tiên thiên cảnh kích sát vương giả cảnh, Dương Diệp ngẩn ra, chợt cười khẩy một tiếng, nói, thì sao chứ? Dương Diệp ta sợ gì chứ? Vương hầu tương tương, Ninh Hữu trùng hồ, vương, hầu, tướng, tướng, đâu cứ phải là người dòng dõi chứ? Cho dù là Thanh Vân Bảng, hay là cứu mẫu thân, Dương Diệp đều không thể không cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên tiếp đó Dương Diệp sắp xếp lại thời gian, từ lúc đầu cả ngày nghiên cứu và luyện tập phù lục đổi thành sáng sớm nghiên cứu và luyện tập phù lục, buổi trưa và buổi tối thì tu luyện. Một tháng sau, Dương Diệp đã có thể chế tạo ra toàn bộ phù lục cơ bản, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm, điều này làm cho trong lòng Dương Diệp và Lâm Sơn phấn khích không ngớt. Cũng bởi vì như vậy, Lâm Sơn không có phản đối Dương Diệp dùng phần lớn thời gian để tu luyện. Đối với Lâm Sơn mà nói, chỉ cần phù văn chi đạo của Dương Diệp có thể tiến bộ, cho dù Dương Diệp dùng tất cả thời gian để tu luyện lão cũng không quan tâm. Mà ở phương diện võ đạo, mấy môn huyền kỹ của hắn cũng càng ngày càng thuần thục, đặc biệt là ngự kiếm thuật và hậu phát chế nhân, trong đó ngự kiếm thuật hắn mở rộng từ phạm vi 2 trượng lên 10 trượng, nói cách khác, lấy hắn làm trung tâm, hắn có thể dùng kiếm trong vòng 10 trượng như cánh tay của mình vậy. Có điều muốn khống chế kiếm dùng để phối hợp với công kích của hắn thì vẫn còn hơi khó, dù sao điều này cần nhất tâm nhị dụng một không phải chỉ cần thay đổi vị trí kiếm là được. Tuy nhiên Dương Diệp có lòng tin, bởi vì hắn bây giờ đã có thể vừa luyện tập kiếm pháp cơ bản vừa thi triển chiêu thức kiếm pháp. Về phần rút kiếm trong Trảm Thiên Bạt kiếm thuật 2, Dương Diệp cũng tiến bộ không ít, bây giờ thanh âm khi hắn rút kiếm ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu như hắn không chú ý lắng nghe thì sẽ không nghe được. Mà kiếm ý Dương Diệp lĩnh ngộ được, trừ để áp chế trói buộc đối thủ ra thì Dương Diệp còn biết thêm một tác dụng của nó nữa, đó chính là tăng phúc 3, đúng vậy, là một loại tăng phúc cho bản thân hắn. Nếu như hắn thi triển kiếm khí, dùng kiếm ý bao phủ kiếm khí thì uy lực của kiếm khí này được tăng lên ít nhất 2 lần. Hơn nữa kiếm ý này không chỉ có thể áp chế trói buộc với con người mà ngay cả đối với thảo mộc và huyền thú cũng có thể, bởi vì hắn đã lấy hôi lang ra làm thực nghiệm. Dưới áp chế của kiếm ý, chiến lực của hôi lang hạ thấp hơn trước ít nhất 3 phần. Có điều khiến Dương Diệp nghi hoặc chính là kiếm ý của hắn đối với tiểu gia hỏa hình như không có tác dụng, phải nói là tác dụng rất nhỏ, ngược lại khi hắn thi triển kiếm ý với tiểu gia hỏa thì nó không chỉ không có bị áp chế, lại còn phản lại một cỗ uy áp áp chế hắn, điều này làm cho Dương Diệp có chút dở khóc dở cười. Ngoại trừ Dương Diệp tiến bộ rất lớn còn phải nhắc tới muội muội tiểu giao của Dương Diệp nữa. Thiên phú của tiểu giao quả thật là dọa người, một tháng ngắn ngủi nàng đã là tứ phẩm huyền giả, đương nhiên việc này không thể thoát khỏi được Lâm Sơn chỉ dạy và bồi dưỡng. Bởi vì Lâm Sơn dưới yêu cầu của Bảo Nhi đã nhận tiểu giao làm cháu gái nuôi, lúc đầu Lâm Sơn còn có chút không vui nhưng chỉ vài ngày sau thì lão đã cực kỳ cam tâm tình nguyện. Mặc dù tiểu giao cũng có chút nghịch ngợm, thế nhưng so với tiểu ma nữ Bảo Nhi vẫn thành thật hơn. Hơn nữa tiểu giao lại rất hiếu thuận. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn có thể làm cho Lâm Sơn rất nhiều đồ ăn ngon. Chịu dằn vặt nhiều năm của tiểu ma nữ như vậy, đột nhiên có một cháu gái hiếu thuận, khỏi nói Lâm Sơn vui mừng như thế nào. Bởi vì Lâm Sơn rất yêu thích tiểu giao cho nên mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian để tự mình chỉ dạy tiểu giao, về phần tài nguyên tu luyện thì càng tùy ý để tiểu giao lấy. Với tài phú của Lâm Sơn, đừng nói là một tiểu giao, cho dù một vạn tiểu giao đều không thành vấn đề. Thấy Lâm Sơn yêu thích tiểu giao như thế, tâm tình của Dương Diệp không cần phải nói nữa, chỉ là hắn vẫn có chút buồn bực là mỗi khi gặp khó khăn ở phương diện tu luyện, đi thỉnh giáo Lâm Sơn thì lão sẽ luôn an bài cho hắn một nhiệm vụ liên quan tới phù văn, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ phù văn thì Lâm Sơn mới chỉ dạy cho.
Tương tự, tài nguyên tu luyện của Phù Văn Phong thì hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy có chút không công bằng, dù sao hắn mới là đồ đệ của Lâm Sơn mà. Dưới tình huống như vậy, không chỉ ở Phù Văn Chi Đạo, hay là Võ Đạo, Dương Diệp đều tiến bộ rất lớn. Trong Phù Văn Điện, Dương Diệp đang hết sức chăm chú chế tạo phù lục trên bàn, mà bên cạnh hắn có Lâm Sơn, Bảo Nhi, còn có cả Tiểu Giao nữa, cả ba người đang yên lặng theo dõi hắn chế phù. Một lúc lâu sau, Dương Diệp thu bút lại, thả lỏng một hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt phù văn bút qua một bên, xoay người nhìn Lâm Sơn nói, sư phụ, xong rồi ạ. Lâm Sơn lấy tấm thần hành phù kia ra nhìn, thấy lại là thượng phẩm, lập tức hài lòng gật đầu, nói, rất tốt, trong khoảng thời gian này ngươi và Bảo Nhi đã hoàn toàn nắm vững các loại phù lục cơ bản, bây giờ ta bắt đầu dạy các ngươi thuật phù, chờ khi hoàn toàn nắm vững thuật phù, hai người các ngươi cũng có thể được xem là một địa phù sư rồi. Thuật phù, hai mắt Dương Diệp sáng lên, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, thuật phù là cái gì? Bảo Nhi ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Sơn, mặc dù Lâm Sơn cực kỳ sủng ái nàng, thế nhưng trên Phù Văn Chi Đạo lại rất nghiêm khắc, không có học giỏi phần cơ bản thì phần sau tuyệt sẽ không dạy cho nàng, cho nên nàng cũng không biết thuật phù là gì. Lâm Sơn mỉm cười nói, các ngươi bây giờ đang học chính là phù lục cơ bản đều là dùng để phụ trợ cho bản thân, mà thuật phù không phải như thế. Thuật phù cũng tương tự như huyền kỹ, nó có thể dùng để công kích được, chỉ có điều được một lần mà thôi. Đi, ta mang các ngươi đi xem uy lực của thuật phù. Nói xong một tay nắm Tiểu Giao, một tay nắm Bảo Nhi đi ra đại điện. Dương Diệp tất nhiên cũng vội càng chạy theo, hắn cực kỳ tò mò về thuật phù. Một địa phương trống trải trong đại điện, Lâm Sơn khẽ động cổ tay, trong tay xuất hiện một tấm phù lục, lão nhìn Bảo Nhi và Dương Diệp nói, thuật phù cũng có mạnh yếu. Nó chia làm đê cấp 4 trung cấp, cao cấp, truyền thuyết cấp và thần cấp. Trong đó uy lực của thuật phù cao cấp tương đương với một môn huyền kỹ địa giai, về phần truyền thuyết cấp và thần cấp thì tương đương với một môn huyền kỹ thiên giai. Mà tấm phù trong tay ta bây giờ là thuật phù hạ phẩm trung cấp lôi chú phù. Các ngươi chú ý nhìn xem. Nói xong Lâm Sơn rót huyền khí vào trong phù lục, huyền khí nhập phù, tấm lôi chú phù trong tay Lâm Sơn ngay lập tức phát ra một đạo ngân quang. Lâm Sơn ném nó vào trong không trung, lôi chú phù trong nháy mắt nổ tung, một tia sét to bằng cánh tay từ trong phù lục đánh xuống phía dưới. Ầm! Một tiếng ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, mảnh đất trống ở nơi xa bị nổ tung, đất đá văng khắp trong không khí. Bụi bặm tản đi, Dương Diệp cùng hai tiểu cô nương đi qua đó, khi thấy cái hố sâu chừng 5-6 trượng, rộng 7-8 trượng thì cả ba người đều ngây ra. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại đầu tiên. Yết hầu hắn giật giật, uy lực của thuật phù trung cấp này kinh khủng quá, ngay cả hắn thi triển phân linh kiếm pháp toàn lực cũng không tạo ra được hiệu quả như này, học, nhất định phải học. Bảo Nhi sau khi tỉnh hồn lại, thoáng cái chạy đến trước mặt Lâm Sơn, ôm lấy cánh tay lão không ngừng lắc qua lắc lại nói, ra ra dạy Bảo Nhi, nhanh dạy Bảo Nhi đi, chờ Bảo Nhi học được cái này, sau này Bảo Nhi thấy ai đáng ghét sẽ lấy phù nổ tung kẻ đó. Lâm Sơn nghe được lời này thì mặt đầy vết đen. Trước kia lão sở dĩ không cho Bảo Nhi học loại phù lục có lực sát thương này cũng bởi vì biết tính cách của nàng, nàng tuyệt đối không thích nói nhiều, nhất định sẽ không chút do dự ném tới đối phương, lại còn tuyệt đối sẽ không chỉ ném một cái. Dương Diệp ở một bên nghe được cũng đổ mồ hôi lạnh, sau này có cơ hội phải báo cho Thanh Tuyết biết, để nàng đừng trêu chọc Bảo Nhi, không thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Tiểu Giao ở bên cạnh trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Chẳng qua khi nàng nghĩ đến mình không thể trở thành một phù văn sư thì đôi mắt linh động nhất thời trở nên buồn bã, trong lòng không khỏi có chút ao ước được như Bảo Nhi và ca ca. Nếu như nàng cũng có thể trở thành phù văn sư thì tốt biết bao. Nhìn thấy được vẻ buồn bã trong ánh mắt Tiểu Giao, Dương Diệp đi tới bên cạnh xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, ca ca là phù văn thì chẳng khác nào muội là phù văn sư sao. Chờ ca ca học được thuật phù này sẽ chế tạo cho Tiểu Giao nhiều loại phù lợi hại, sau đó ai dám bắt nạt muội, muội học Bảo Nhi tỉ tỉ, ném cho kẻ đó mấy cái là được. Nghe vậy Tiểu Giao vui vẻ gật đầu, lúc này nàng đã nghĩ thông suốt, ca ca nói không sai, nàng tuy không phải phù văn sư nhưng ca ca thì có, dù sao của ca ca cũng là của nàng, còn chuyện nàng có phải phù văn sư hay không đã không quan trọng nữa. Thấy Tiểu Giao vui vẻ lại, Dương Diệp cũng mỉm cười, nàng đã tạm thời mất đi mẫu thân. Hắn không muốn Tiểu Giao có thêm bất cứ chuyện buồn gì nữa. Chịu không được Bảo Nhi lắc đi lắc lại, Lâm Sơn liền gọi Dương Diệp qua, sau đó nhìn hai người,
vẻ mặt ngưng trọng nói, thuật phù này chia làm nhiều loại, mỗi một loại thuật phù không giống nhau thì hiệu quả cũng không giống nhau, phương pháp chế luyện cũng tất nhiên sẽ không giống nhau. Ta muốn nói với các ngươi chính là mỗi một phương pháp luyện chế thuật phù đều cực kỳ chân quý, căn bản chỉ truyền cho đệ tử của mình mà thôi, cho nên sau này các ngươi trừ đệ tử của mình ra không thể tự mình truyền cho người khác, rõ chưa? Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Sơn, Dương Diệp nghiêm túc gật đầu, nói, rõ ạ. Bảo Nhi cũng vội vàng đáp ứng, chỉ là thái độ lại hết sức tùy ý, nhưng mà Lâm Sơn cũng không trông mong Bảo Nhi làm được theo yêu cầu của lão, nên biết trước kia lão đưa cho Bảo Nhi cuốn cơ sở phù văn quyết thì cũng dặn dò nàng như bây giờ, nhưng mà nàng thì sao? Còn không phải chưa được lão đồng ý đã truyền cho Dương Diệp đấy thôi. Có điều cũng may coi như là lòng tốt được việc tốt. Cứ như vậy, Dương Diệp trên phù văn chi đạo lại bước lên phía trước một bước. Một nhất tâm nhị dụng, làm hai việc cùng một lúc. Hai trảm thiên bạt kiếm, rút kiếm chém trời. Ba tăng phúc, kiểu như bắp thêm thuộc tính. Bốn đề cấp, cấp thấp. Nháy mắt một tháng trôi qua. Trong phòng, Dương Diệp cầm phù văn bút trong tay từ từ vẽ trên phù chỉ, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phù chỉ. Nháy mắt một cái cũng không dám. Độ khó của thuật phù so với phù lục cơ bản hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Lâm Sơn, Dương Diệp và Bảo Nhi trong một tháng này cũng không thành công được lần nào, không phải thiên phú hai người kém mà thuật phù này thật sự quá mức phức tạp. Vì thế nhiệt tình lúc trước của Bảo Nhi đã sớm biến mất đâu hết sạch, thậm chí có lúc còn cực kỳ tức giận nữa. Có điều sau một câu nói của Lâm Sơn, nhiệt tình và lòng tin của Bảo Nhi lại nhất thời quay trở lại. Lâm Sơn nói, mới có một chút thời gian mà thôi, nhà đầu con gấp gì chứ? Ra ra con trước kia phải mất 2 tháng mới chế tạo thành công được một tấm thuật phù đấy. Nghe được lời Lâm Sơn nói, không chỉ có Bảo Nhi có lòng tin trở lại mà Dương Diệp cũng như vậy. Trong phòng, Dương Diệp cực kỳ chăm chú, chậm rãi phác thảo từng chút một, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi hột, cứ duy trì như vậy khoảng chừng một canh giờ, Dương Diệp thu bút lại, sau đó hít một hơi thật sâu. Trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Chuyên bác tri ân. Tiện tay chùi mồ hôi trên mặt, Dương Diệp cầm lấy tấm phù lục phát sáng lấp lánh chạy tới nơi Lâm Sơn ở. Trong phòng Lâm Sơn nhìn tấm phù lục trong tay Dương Diệp thì trở nên ngây ngốc, sau khi tỉnh hồn lại kinh ngạc nói, ngươi chế tạo đây hả? Dương Diệp có chút hưng phấn gật đầu, có thể nói là hắn không ăn không ngủ một tháng để nghiên cứu thuật phù này, trải qua một tháng cố gắng chịu khó. Rốt cục hôm nay cũng đã thành công, sao hắn không hưng phấn chứ? Khóe miệng Lâm Sơn giật giật, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù Dương Diệp chế tạo chỉ là một tấm phong nhận phù cấp thấp, nhưng cũng không phải một tháng thì có thể hoàn được. Độ phức tạp của thuật phù này lão vô cùng rõ ràng, trước kia lão phải mất trọn vẹn hơn 3 tháng mới chế ra được một tấm thuật phù, lại chỉ là một tấm hạ phẩm, mà Dương Diệp chỉ một tháng thì chế tạo được, lại còn là thượng phẩm. Lâm Sơn cảm thấy có chút bị đả kích, có điều càng thấy vui mừng hơn, bởi vì Dương Diệp là đệ tử của lão. Nhìn Dương Diệp đang có chút hưng phấn, trong mắt Lâm Sơn không che giấu vẻ tán thưởng chút nào, ở chung 2 tháng với Dương Diệp, lão đối với những biểu hiện của Dương Diệp cực kỳ hài lòng, không chỉ bởi vì thiên phú của hắn, lão càng coi trọng thái độ của Dương Diệp hơn, bất kể ở phương diện tu luyện hay ở phương diện phù văn, thái độ của Dương Diệp đều cực kỳ chăm chú, cực kỳ cố gắng. Điều này làm cho lão rất hài lòng. Bởi vì một người cho dù thiên phú có tốt đến đâu đi nữa, nếu như hắn không cố gắng thì cuối cùng cũng sẽ trở thành bình thường. Nhìn những tông sư phù văn trong lịch sử nổi danh khắp Nam Vực, không có người nào chỉ dựa vào mỗi thiên phú mà thành công, nhiều hơn cả là dựa vào cố gắng. Cần cù bù thông minh, lời này rất có lý. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Sơn nhìn Dương Diệp, hài lòng gật đầu. Nói thiên phú của ngươi cho dù là ở phù văn hay là võ đạo đều rất tốt, càng khó thấy chính là ngươi lại không kiêu ngạo, trước sau đều một lòng cố gắng làm việc. Nói đến đây Lâm Sơn ngừng một chút, lại nói chuyện của mẹ ngươi không cần gấp, ta đã dò la, nghe nói Bách Hoa Cung chỉ trấn áp nàng dưới đáy vực tuyệt tình nhai, bà ấy tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, cho nên ngươi không nên đi làm những chuyện hy sinh vô ích, rõ chưa? Nghe được tin mẫu thân bị trấn áp dưới đáy tuyệt tình nhai. Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ vui mừng rồi biến mất, hai tay nhìn không được nắm chặt lại, sau một lát hắn hít sâu một hơi, nói, sư phụ yên tâm, đệ tử chưa có thực lực thì sẽ không đi Bách Hoa Cung chịu chết đâu. Nhìn thấy lửa giận trong mắt Dương Diệp,
Lâm Sơn thở dài, nói, không phải vi sư không giúp ngươi, mà việc này ta cũng bất lực. Nếu mẫu thân của ngươi đã phải cung quy khác, ta đi tìm bọn họ thương lượng cũng có thể được. Thế nhưng mẫu thân ngươi phạm vào quy định năm đó tổ sư Bách Hoa Cung tự mình lập nên, quy định này là nguồn gốc của Bách Hoa Cung, cho dù cung chủ phạm phải cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên đừng nói là ta, ngay cả hội trưởng công hội Phù Văn Sư cũng đi cầu tình cũng không được. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng hắn không cam tâm, chẳng lẽ phải để cho mẫu thân bị trấn áp ở tuyệt tình nhai kia mấy năm, thậm chí mấy chục năm sao? Mẫu thân có thể đợi được đến khi mình tới cứu sao? Có thể sao? Thấy bộ dáng đau khổ của Dương Diệp, trong lòng Lâm Sơn có chút không đành lòng, lập tức nói, muốn cứu mẫu thân ngươi, có hai biện pháp. Dương Diệp mở lớn hai mắt, sau đó quỳ xuống nói, xin sư phụ chỉ giáo. Lâm Sơn đỡ Dương Diệp dậy, nói, muốn cứu mẫu thân ngươi, nhất định phải thay đổi quy định mà tổ sư Bách Hoa Cung đã lập ra, muốn thay đổi điều này, cần phải có thực lực tuyệt đối, là thực lực tuyệt đối, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, đừng nói thay đổi quy định của Bách Hoa Cung, cho dù là diệt Bách Hoa Cung cũng không thành vấn đề. Chỉ là muốn có thực lực tuyệt đối không hề dễ như nói. Vạn năm qua Nam Vực cũng không có được mấy người. Vậy biện pháp thứ hai? Về phần biện pháp thứ hai, Lâm Sơn chậm rãi nói, biện pháp thứ hai chính là có Thanh Vân Lệnh, người hẳn đã nghe qua Thanh Vân Bảng. Thanh Vân Bảng là do 6 đại thế lực và Đại Tần Đế Quốc cùng nhau tổ chức, trừ để cạnh tranh tài nguyên, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là bồi dưỡng nhân tài. Về phần tại sao sau đại thế lực và Đại Tần Đế Quốc phải bồi dưỡng nhân tài sau này ngươi sẽ biết. Để toàn bộ thiên tài trong Nam Vực hăng hái tham gia Thanh Vân Bảng, mỗi tông môn trong Thanh Vân Bảng phải đưa ra số lượng giải thưởng cực kỳ mê người, trong đó có Thanh Vân Lệnh, có Thanh Vân Lệnh có thể yêu cầu các thế lực lớn làm một chuyện, đương nhiên chuyện này không được quá mức. Có Thanh Vân Lệnh có thể yêu cầu Bách Hoa Cung thả mẫu thân đệ tử sao? Dương Diệp có chút vui mừng hỏi. Lâm Sơn chậm rãi lắc đầu, nói, không thể, thế nhưng ngươi có thể yêu cầu bọn họ giảm nhẹ hình phạt với mẹ ngươi, để ngươi tranh thủ thời gian. Nên biết cho dù là linh giả cảnh cũng không chống đỡ được dưới tuyệt tình nhai lâu đâu. Một lúc lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, làm thế nào để có Thanh Vân Lệnh? Lâm Sơn nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói, lấy được vị trí người đầu Thanh Vân Bảng. Người đứng đầu sao? Dương Diệp nheo hai mắt lại, lẩm bẩm nói. Lâm Sơn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng vị trí đứng đầu này đơn giản, nó tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu như ngươi không lĩnh ngộ được kiếm ý, cho dù ngươi thiên phú chắc tuyệt, cả ngũ hành huyền khí nữa, nhưng có thể tiến vào top 50 Thanh Vân Bảng đã là vấn đề cực kỳ lớn rồi. Mà ngươi bây giờ có kiếm ý, tiến vào top 30 không thành vấn đề, nhưng muốn lấy được hạng nhất, không phải sư phụ đả kích ngươi nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ còn kém lắm. Phải biết mỗi người xếp hạng top 100 trên Thanh Vân Bảng đều có thể khiêu chiến vượt cấp cả. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết độ khó của Thanh Vân Bảng, đừng nói cái khác, ngay hôm đó Tô Thanh thì nói nguyên môn có một người tên Nguyên Dạ, lấy thực lực tiên thiên cảnh kích sát vương giả cảnh quả thực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đối phương chỉ mới xếp hạng 14 trên ngoại môn bảng của nguyên môn, hạng 14 đã lợi hại như vậy, vậy 13 người phía trước là thứ kinh khủng như thế nào? Với lại trừ nguyên môn ra, thiên tài của ba quái vật lớn là Đại Tần Đế Quốc và Nhị Cung đâu nữa? Bọn họ yêu nghiệt cỡ nào? Số lượng người của Nam Vực mấy chục tỷ, yêu nghiệt sao thiếu được? Dương Diệp rất tự tin, nhưng hắn không tự đại, hắn không cho rằng sau khi vượt cấp miểu sát tiên thiên cảnh đã là vô địch. Tiên thiên cảnh quả thực rất kinh khủng, giống như cường giả tiên thiên cảnh trong kiếm nô tháp kia, thực lực của Dương Diệp bây giờ tiến bộ rất nhiều thế nhưng muốn giết kiếm nô tiên thiên cảnh kia như giết Liễu Thanh Vũ thì hắn không làm được. Hơn nữa hắn cũng không dám xác định Nam Vực còn có cường giả tiên thiên cảnh còn lợi hại hơn so với kiếm nô kia không, dù sao Nam Vực rất lớn, yêu nghiệt nhiều lắm. Có kiếm nô tiên thiên cảnh trong kiếm nô tháp và huyền thú vương cấp làm tiêu chuẩn cho nên Dương Diệp cực kỳ hiểu rõ thực lực của bản thân mình. Nhưng mà thế thì sao chứ? Thực lực của hắn bây giờ muốn tranh đoạt đệ nhất còn rất khó, nhưng không phải còn thời gian nửa năm sao? Thời gian nửa năm này chính là cơ hội lật ngược của hắn. Nghĩ vậy Dương Diệp nhìn Lâm Sơn nói, sư phụ, đệ tử muốn vào thập vạn đại sơn lịch lãm. Muốn nhanh chóng đề cao thực lực, khổ luyện cứng nhắc không thể được, hắn cần phải thực chiến nhiều hơn, sinh tử chiến nhiều hơn. Ngươi xác định như vậy sao? Dương Diệp gật đầu, bất kể là vì Tô Thanh Thi hay vì mẫu thân,
hắn đều phải tham gia thanh vân bảng, chỉ là yêu cầu thứ hạng so với trước đó khó hơn vô số lần mà thôi. Lâm Sơn khẽ gật đầu, sau đó lật tay phải, tầm 10 tấm phù lục xuất hiện trên tay lão, nói, trong này có 3 tấm lôi phù cao cấp hạ phẩm, nếu gặp phải cường giả không đánh lại, dùng 3 tấm phù này ném ra, 3 tấm lôi phù này vẫn rất có uy hiếp đối với cường giả linh giả cảnh. Dương Diệp thấy ấm áp trong lòng, không có từ chối nhận lấy thuật phù, thì lễ với Lâm Sơn sau đó xoay người ra khỏi phòng. Nhìn Dương Diệp rời đi, Lâm Sơn vuốt vuốt râu, khẽ gật đầu cười nói, hảo tiểu tử, thiên phú không tồi, nhân phẩm và tính cách cũng không chê được, nhà đầu Bảo Nhi cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt cho mình. Ngày hôm sau, trong hoa viên của Phù Văn Phong, hai huynh muội Dương Diệp và Tiểu Giao nắm tay nhau chậm rãi đi dạo, hai huynh muội cứ chậm rãi đi dạo như vậy, ấm áp không gì sánh được. Thật lâu sau, Tiểu Giao dừng bước lại, nhìn Dương Diệp, có chút không nỡ nói ca, huynh thật sự muốn đi Thập Vạn Đại Sơn sao? Bây giờ nàng chỉ có một mình ca ca là người thân nữa, nàng thật sự không muốn rời khỏi ca ca, thế nhưng nàng cũng biết ca ca muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó cứu mẫu thân, nhưng nàng vẫn không nỡ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Giao, cười nói ca ca bây giờ đã là cửu phẩm huyền giả đỉnh phong, chỉ còn thiếu cơ hội để trở thành tiên thiên cảnh, để tăng thực lực lên, ca ca nhất định phải đi Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm một phen. Muội ở lại Phù Văn Phong phải nghe lời sư phụ, không được đi theo Bảo Nhi tỷ tỷ gây chuyện, hiểu chưa? Hắn vẫn có chút lo lắng về Tiểu Giao, không phải lo lắng an toàn của nàng, mà là lo lắng tiểu ma nữ Bảo Nhi làm hư Tiểu Giao. Tiểu Giao cười hì hì, trừng mắt nhìn Dương Diệp nói ca, nếu như để cho Bảo Nhi tỷ tỷ biết huynh nói tỷ ấy như vậy thì khẳng định tỷ ấy sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Đối với Bảo Nhi, nàng cũng vô cùng yêu thích. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, nhớ kỹ, bình thường tu luyện không cần quá khắc khổ, học theo Bảo Nhi tỷ tỷ một ít, tu luyện một lát lại chơi một lát, nếu như chờ sau này ca trở về phát hiện muội gầy đi thì ta sẽ không tha cho muội đâu. Tiểu Giao gật gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định nhất định phải càng thêm cố gắng, bởi vì nàng có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể giúp ca ca được. Sau khi chơi đùa với Tiểu Giao một hồi lâu, Dương Diệp rời khỏi Phù Văn Phong dưới ánh mắt không nỡ của Tiểu Giao. Dương Diệp không chuẩn bị gì cả, cũng không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì trên người hắn có rất nhiều phù lục do hắn luyện chế, có gia tốc, có trị liệu, nói chung toàn bộ những phù lục cơ bản hắn đều chuẩn bị một ít. Một lúc lâu sau khi Dương Diệp rời khỏi Kiếm Tông, tiến vào Vạn Xà Lâm, một thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi cũng tiến vào một khách sạn trong Thanh Sơn Thành. Gã thiếu niên này đi vào trong một gian phòng, trong phòng có một mỹ phụ, người này không phải ai khác chính là người trước đây tiến vào Kiếm Tông đòi giao Dương Diệp ra, Phượng Vũ. Phượng Vũ nhìn thiếu niên đi vào, nói có tin tức của hắn sao? Thiếu niên kia hành lễ với Phượng Vũ, nói tiền bối, Dương Diệp đã rời khỏi Phù Văn Phong, nhìn hướng hắn đi chắc hẳn là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Nghe vậy, Phượng Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường đứng lên, lông mày nhíu lại, hàn quang chợt lóe, nói, đợi suốt 2 tháng, người cuối cùng cũng xuất hiện. Trước kia khi biết được Dương Diệp là đệ tử của Lâm Sơn thì mấy người bọn họ phải buông tha ý định bắt Dương Diệp về truy xét, bất kể là thân phận hay thực lực của Lâm Sơn đều không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc được, muốn tiếp tục bắt Dương Diệp thì chỉ còn cách trở về xin chỉ thị của cung chủ. 3 người mỹ phụ còn lại đều quay về Bách Hoa Cung nhưng Phượng Vũ lại không về. Bà sở dĩ muốn bắt Dương Diệp trước rồi về cung sau không phải vì bà hận Dương Diệp và mẫu thân hắn, mà là bà rất có hứng thú đối với phương pháp khống chế huyền thú bí mật của hắn, nếu như bà có được phương pháp này, vậy thì địa vị của bà ở Bách Hoa Cung nháy mắt tăng lên rất nhiều bậc, thậm chí là một trưởng lão thực quyền cũng không phải không được. Cho nên bà tìm cớ ở lại, sau đó mua chuộc đệ tử Kiếm Tông để ý hành tung của Dương Diệp, trời xanh không phụ lòng người, Dương Diệp ở mãi trong Phù Văn Phong 2 tháng rốt cuộc đã xuất hiện. Tiền bối, người đã đáp ứng vãn bối. Lúc này tên thiếu niên kia cười nịnh nọt hỏi thù lao. Phượng Vũ liếc mắt nhìn thiếu niên kia, sau đó vung tay phải lên, một cái túi nhỏ xuất hiện trước mặt gã, nói, đi đi. Tên thiếu niên kia mở ra xem, thấy là 50 viên năng lượng thạch thì lập tức mừng như điên, sau đó không quay đầu bước ra khỏi phòng. Chỉ chú ý hành tung của một người lại có thể được thù lao như thế này, cuộc trao đổi này thật sự là hời quá. Khoan đã, lúc này Phượng Vũ gọi thiếu niên lại. Hỏi, Kiếm Tông không ai biết hành tung của ngươi chứ? Thiếu niên vội vàng nói, không có ai biết hành tung của ta cả,
hôm nay ta xin tông môn nghỉ một ngày, nói trong nhà có việc, cho nên các hảo hữu đều nghĩ ta về nhà hết. Phượng Vũ khẽ gật đầu, sau một khắc, một cánh hoa hoa huyền khí biến ảo thành xẹt qua cổ thiếu niên hai tay ôm chặt cổ, mắt trợn tròn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thể nói ra được, sau đó ngã xuống đất. Phượng Vũ không nhìn y nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, về phần thi thể thiếu niên thì tự sẽ có người tới thu thập, vì khách sạn này là sản nghiệp của Bách Hoa Cung. Sau khi ra khỏi khách sạn, Phượng Vũ đi tới một ngôi nhà đá ở phía Nam Thanh Sơn Thành, nhà đá không có cửa, chỉ có một cái cửa sổ lớn. Phượng Vũ đi tới trước cửa sổ, lấy một tấm thẻ bạc bỏ vào trong cửa sổ, khoảng chừng 2 giây sau, một tờ giấy trắng và một cây bút từ trong cửa sổ hiện ra. Phượng Vũ cầm bút viết lên giấy, tên, Dương Diệp, thân phận, Phù Văn Sư, đệ tử Lâm Sơn, cảnh giới, cửu phẩm huyền giả. Yếu hoạt bất yếu tử, mời người giết. Viết xong Phượng Vũ vung tay phải lên, tờ giấy trắng bay vào trong cửa sổ. Một lúc lâu sau, bên trong cửa sổ truyền tới một giọng nói, thân phận Phù Văn Sư cần thù lao gấp 10 lần, đệ tử Lâm Sơn, thân phận này lại cần thêm 10 lần nữa, tổng cộng 20 vạn kim tệ. Nghe vậy Phượng Vũ nhướng mày. Bà không nghĩ tới tổ chức này lại mở miệng đòi 20 vạn kim tệ, 20 vạn kim tệ đối với bà cũng không phải con số nhỏ. Các ngươi ghi giá công khai, dưới tiên thiên cảnh 1 vạn kim tệ, sao bây giờ lại đòi 20 vạn, không phải là sợ công hội Phù Văn Sư chứ? Phượng Vũ trầm giọng nói. Thân phận của hắn đáng tiền, giết hay không giết đây? Thanh âm kia nói. Phượng Vũ có chút do dự, 20 vạn kim tệ đối với bà mà nói thật sự không phải con số nhỏ. Thế nhưng để bà đi đối phó Dương Diệp thì bà không dám mạo hiểm như vậy, nếu như bị Lâm Sơn biết bà lấy thực lực linh giả cảnh đi đối phó Dương Diệp phàm nhân cảnh, lấy tính cách bao che của Lâm Sơn thì cho dù là Bách Hoa Cung cũng không cứu được bà. Nếu như Dương Diệp không đi Thập Vạn Đại Sơn mà đi chỗ khác thì bà sẽ tự mình ra tay, thế nhưng Dương Diệp đi Thập Vạn Đại Sơn thì bà không có biện pháp ra tay được. Bởi vì chỉ cần bà tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì sẽ lập tức bị cường giả kiếm tông theo dõi. Bà cũng không hiểu tại sao hiện nay kiếm tông lại đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Tóm lại bà không dám mạo hiểm đi đối phó Dương Diệp, bởi vì Lâm Sơn và thế lực Lâm Sơn đại biểu không phải một đội trưởng Bách Hoa Vệ có thể thừa nhận được. Cho nên lúc nãy bà mới giết đệ tử ngoại môn kiếm tông kia, sau đó mới tới đây mời người tổ chức này đi bắt sống Dương Diệp. Một lúc lâu sau, Phượng Vũ hít sâu một hơi, sau đó cổ tay khẽ động, một tấm thẻ vàng bay vào trong cửa sổ kia. Giọng lạnh lùng nói, làm tàn phế, để lại một hơi thở là được. Nói xong xoay người rời khỏi. Lúc này Dương Diệp đang ở trong vạn xà lâm nhìn hôi lang, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Sau khi đi vào vạn xà lâm, Dương Diệp đã mang tiểu hôi ra, định để tiểu hôi dẫn đường, thế nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu hôi thì hắn không thể bình tĩnh được. Bởi vì tiểu hôi đã không còn là huyền thú cửu giai nữa, mà đã là huyền thú vương cấp. Đúng vậy. Là huyền thú vương cấp, Dương Diệp không nhìn lầm, tiểu hôi bây giờ đã là huyền thú vương cấp. Dương Diệp chỉ vào hôi lang, nhìn tiểu gia hỏa hỏi, tiểu gia hỏa, sao nó thăng cấp thế? Hắn căn bản không có cách nào giao tiếp với hôi lang nên chỉ có thể hỏi Tử Điêu. Tử Điêu chớp chớp mắt, vuốt nhỏ chỉ hôi lang, sau đó lại chỉ vào bụng Dương Diệp. Ngươi nói là bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể ta sao? Tử Điêu gật gật đầu. Vậy sao ngươi không thăng cấp? Tử Điêu chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, sau đó dùng vuốt nhỏ khoa tay múa chân vài cái. Ngươi nói là ngươi muốn tấn cấp thì rất khó khăn sao? Tử Điêu vội vàng gật gật đầu. Dương Diệp chỉ bụng mình, sau đó hỏi, ở trong đó, các ngươi sẽ thăng cấp được đúng hay không? Tử Điêu gật đầu. Thấy thế Dương Diệp hít sâu một hơi, điều này thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Vòng xoáy đan điền của hắn lại có thể giúp cho huyền thú tấn cấp, đan điền này rốt cục là cái tồn tại gì đây? Mọi người đều biết, huyền thú muốn tấn cấp thì rất là khó khăn, trừ khi may mắn gặp được thiên địa linh thảo gì đó, không thì bọn chúng chỉ có thể dùng thời gian để tích lũy. Thế nên huyền thú ở Thập Vạn Đại Sơn sẽ tìm kiếm linh thảo để thăng cấp, bởi vì dùng thời gian tích lũy không đáng tin cậy lắm. Mà bây giờ đan điền của hắn lại có thể giúp cho huyền thú thăng cấp. Hơn nữa còn trong thời gian rất ngắn nữa chứ, trời ạ, tiểu hôi mới đi với hắn có mấy tháng. Dương Diệp đối với vòng xoáy nhỏ trong bụng càng lúc càng thấy nghi hoặc và hiếu kỳ. Yếu hoạt bất yếu tử, cần người sống không cần người chết. Tuy rằng tiểu hôi trở thành huyền thú vương giai,
thế nhưng thái độ với Chồn Tía vẫn vô cùng tôn kính như mọi khi, điều này làm cho Dương Diệp và Chồn Tía vô cùng hài lòng. Cho nên, Dương Diệp vẫn như trước mà lấy Tiểu Hôi làm thú cưỡi. Trong Vạn Xà Lâm, Tiểu Hôi di chuyển nhanh như gió, nơi nào nó đi qua tất cả huyền thú đều nhượng bộ lui binh, làm cho Dương Diệp uy phong vô cùng. Lúc này trong lòng Dương Diệp quả thật rất thoải mái, huyền thú vương giai đấy. Lấy huyền thú vương giai làm thú cưỡi, Nam Vực có bao nhiêu người có thể làm được. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không khỏi nở nụ cười rồi đưa tay vỗ vỗ Tiểu Hôi, đột nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Dương Diệp. Vì sao hắn không thu thêm vài con huyền thú nữa nhỉ? Nghĩ đến đây, Dương Diệp không bình tĩnh nổi nữa. Nếu như là người khác, ý nghĩ này chắc chắn là một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng với hắn mà nói, ý nghĩ này là hoàn toàn có thể thực hiện được. Có nhóc con trấn nhiếp, mấy con huyền thú nhất định sẽ khuất phục, có vòng xoáy nhỏ thần bí kia, mấy con huyền thú này nhất định sẽ như Tiểu Hôi mà tự nguyện ở lại. Chẳng phải là lúc đầu Tiểu Hôi cũng không muốn đó sao, nhưng sau khi nhìn thấy vòng xoáy thần kỳ thì cũng lập tức vô cùng nguyện ý sao. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã quyết định nuôi đại quân huyền thú. Nhưng mà Dương Diệp không thu phục huyền thú cửu giai gì cả. Tuy rằng huyền thú cửu giai có thực lực cường hãn, thế nhưng sao lại sánh được với huyền thú vương giai chứ? Với không gian bên trong vòng xoáy đan điền của hắn, chứa 5-6 con huyền thú vương giai vẫn đủ. Vừa nghĩ đến cảnh vừa phất tay lên, huyền thú vương giai có một đám, Dương Diệp liền không kiềm nổi kích động. Về phần huyền thú linh giai trở lên, Dương Diệp sẽ không cân nhắc đến. Với thực lực bây giờ của hắn, đi tìm huyền thú linh giai, vạn nhất huy áp của nhóc con không có tác dụng, vậy thì hắn thật là đi tìm đường chết. Dương Diệp nói kế hoạch thu phục đại quân huyền thú cho Chồn Tía lập tức giơ hai móng vuốt lên tán thành. Đương nhiên, nó không có hứng thú với huyền thú này. Nó chỉ cảm thấy chơi thật vui, chỉ thế mà thôi. Thấy Chồn Tía tán thành, Dương Diệp lập tức không chờ được nữa, chỉ huy Tiểu Hôi chạy về hướng U Minh Cốc ngay. Mục tiêu thứ nhất của hắn, U Minh Lang trong U Minh Cốc. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Hôi, không lâu sau Dương Diệp đã đi đến địa bàn của Lang Vương ở U Minh Cốc. Có nhóc con kia, Dương Diệp cũng không lén lén lút lút làm gì mà là trực tiếp vào động khiêu chiến U Minh Lang Vương. Khi U Minh Lang Vương mang theo mấy nghìn con U Minh Lang đi ra khỏi cửa động, Dương Diệp nheo mắt lại, nếu như mấy nghìn con U Minh Lang xông về phía hắn, vậy thì hôm nay hắn sẽ tiêu thật. Bây giờ hắn cũng chỉ hy vọng uy áp huyết mạch nhóc con có tác dụng. Meo! Nhìn thấy đàn sói lao đến, Chồn Tía kêu lên một tiếng, thoáng chốc vọt lên không trung, tử quang ẩn hiện trên người, một luồng uy áp vô hình che trời lấp đất bao trùm xuống đàn sói bên dưới. Khi chạm vào luồng uy áp này, đàn sói phía dưới lập tức dừng bước, sau đó, ngoại trừ U Minh Lang Vương màu bạc kia ra, tất cả U Minh Lang còn lại đều nằm bò mọp xuống đất, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Mà còn U Minh Lang Vương kia mặc dù không nằm bò xuống, thế nhưng cũng không dễ chịu, cả người run run, trong mắt đầy kiêng dè và tôn kính. Nhưng mà Lang Vương có tôn nghiêm của Lang Vương, cho dù chết nó cũng không bò xuống trước mặt đàn sói xung quanh. Bởi vì bò xuống là đại diện cho thần phục. Nhìn thấy con sói bạc lại không bò xuống, nhóc con tức giận, ngay lúc nó chuẩn bị tạo áp lực một lần nữa thì Dương Diệp ngăn lại, nhóc con, nói cho nó biết, để cho nó đánh với ta một trận. Nếu như ta thắng thì nó phải theo ta, nếu như ta thua, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Dương Diệp vẫn nhớ cái mục đích lần này đến Thập Vạn Đại Sơn của mình, hắn là muốn nâng cao thực lực. Về phần thu phục thú vương, đây chẳng qua là nhân tiện thôi. Bởi vì chỉ có thực lực cường đại của mình mới có thể tin. Chồn Tía gật gật đầu, sau đó trao đổi với U Minh Lang Vương. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt U Minh Lang Vương lộ ra vẻ tức giận, lại dám để cho nó đường đường là huyền thú vương giai thần phục một nhân loại. Đây là đang sỉ nhục nó sao? Ngay lập tức, nó hung ác nhìn về phía Dương Diệp, sau đó gào giống lên một tiếng, biểu đạt ra mình vô cùng bất mãn. Nhìn thấy U Minh Lang Vương lại còn dám tức giận. Nhóc con lập tức giận không thể kiềm, một luồng uy áp vô hình ép đến U Minh Lang Vương. Cùng lúc đó, Tiểu Hôi ở bên cạnh cũng có chút nổi giận, ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng, sau đó mắt đầy hung quang nhìn về U Minh Lang Vương. Nếu như là trước đây, Tiểu Hôi chắc chắn không dám vô lễ như vậy, thế nhưng hiện giờ đã khác, nó đã là huyền thú vương giai, trên phương diện thực lực nó đã không còn chênh lệch nhiều với Lang Vương. Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc này Lang Vương đã đắc tội nhóc con kia. Ở trong lòng Tiểu Hôi, đắc tội Dương Diệp còn không sao,
thế nhưng nếu như đắc tội nhóc con kia, vậy thì chờ chết đi. Bốn chân U Minh Lang Vương hơi khuỵu xuống, tựa như đang chịu thống khổ cực lớn nào đó, nghe thấy tiếng sói tru của tiểu hôi nó liền nhìn về bên đó, ánh mắt lập tức lộ ra kinh hãi. Bởi vì trong tộc quần của nó lại có thể xuất hiện một lang vương nữa, hơn nữa lang vương mới này còn cam nguyện để cho một nhân loại cưỡi lên. U Minh Lang Vương giận không đâu cho hết, con lang vương trước mắt này quả thực là nỗi sỉ nhục của U Minh Lang. Nếu như là lúc bình thường, nó nhất định sẽ xông lên xé nát con lang vương trước mắt, thế nhưng hiện giờ nó không dám, bởi vì có nhóc con kia ở đây. U Minh Lang Vương đang trong khiếp sợ, chồn tía thì là đang tức giận. Sinh vật đê dai này lại dám không bò mọc xuống. Nó lập tức chuẩn bị vung móng chân lên, lần nữa gia tăng uy áp. Đúng lúc này, Dương Diệp cưỡi tiểu hôi đi tới trước mặt của U Minh Lang Vương, vẫy vẫy tay với nhóc con đang vô cùng tức giận kia. Nhóc con hung hăng chừng U Minh Lang Vương một cái, sau đó nhoáng lên, đáp xuống trên vai Dương Diệp, móng vuốt chỉ U Minh Lang Vương, vung vẩy chân, như là đang kêu Dương Diệp dạy dỗ nó. Dương Diệp cười cười. Sau đó nói với con U Minh Lang Vương màu bạc còn to lớn hơn tiểu hôi mấy phần, ngươi là huyền thú vương giai, hẳn là nghe hiểu lời của ta. Lời nói vừa rồi nhóc con ta nói lại một lần nữa, đánh với ta một trận, ngươi thua, thần phục ta, ta thua, bọn ta lập tức rời khỏi U Minh Cốc. Thế nào? Dương Diệp biết, muốn huyền thú vương giai thần phục hắn thì hắn nhất định phải có được thực lực làm đối phương ghé mắt. Nếu không... Cho dù đối phương thần phục dưới uy áp của nhóc con thì đó cũng không phải là thần phục chân chính, chung quy sẽ có lúc thay lòng. Nếu như hắn có thể làm cho Lang Vương nghiêm túc đối mặt mình, hơn nữa còn nhóc con kia ở đây, thần phục thú vương dưới tình huống như vậy đáng tin hơn nhiều, giống như tiểu hôi trước kia vậy. Hơn nữa hắn cũng muốn nâng cao thực lực, như vậy có thể nói là một công đôi việc. U Minh Lang Vương nhìn tiểu hôi một chút, sau đó lại kiêng dè nhìn chồn tía. Do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Nó vốn không muốn đáp ứng, dĩ nhiên không phải vì sợ Dương Diệp. Một nhân loại ngay cả vương giai cũng không đạt đến khiêu chiến nó là đang sỉ nhục nó, thế nhưng lúc này nó không thể không đáp ứng, bởi vì nó sợ tiểu hôi và chồn tía. Bỏ qua Dương Diệp không nói, nếu như chồn tía giúp tiểu hôi đối phó nó, hai con thú hợp lực lại rất có khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị trong bầy sói của nó. Cho nên... Vì để cho chồn tía và tiểu hôi rời khỏi, nó đáp ứng. Lang vương màu bạc ngửa đầu chu lên, đàn sói sau lưng nó lập tức đứng dậy lui ra sau hơn 10 trượng. Cũng giống như vậy, nhóc con và tiểu hôi cũng được Dương Diệp ra hiệu mà lùi về sau một khoảng cách nhất định. Hiện giờ, một người một sói đối mắt nhìn nhau. Trong mắt lang vương có sự khinh bỉ rõ mồn một, nó không hề động, nếu như đối phó một nhân loại còn chưa đạt đến vương giai mà nó còn muốn động thủ trước. Chính nó cũng phải khinh thường mình. Cho nên, nó đang đợi Dương Diệp xuất thủ trước. Dương Diệp vung tay, đưa bội kiếm vào trong nạp giới, hắn không có ý định sử dụng kiếm. Chẳng phải là hắn khinh địch như Lang Vương, mà là hắn muốn rèn luyện nhục thân của mình. Từ sau khi giao thủ với tiểu hôi, Dương Diệp hiểu ra một chuyện, đó chính là nếu như nhục thân của hắn bị kích thích kịch liệt, vậy thì huyền khí kim sắc trong cơ thể hắn sẽ trợ giúp hắn tôi luyện nhục thân. Tuy rằng như vậy có hơi đau đớn, thế nhưng chỉ cần có thể nâng cao thực lực, đau đớn một chút có hề gì. Nhìn thấy Dương Diệp còn không cầm kiếm, Lang Vương lại lần nữa phẫn nộ rồi, kẻ này là đang miệt thị nó sao? Ngửa đầu gào lên giận dữ, U Minh Lang Vương đạp chân sau, nhảy vọt lên, như một ngọn núi ngọn nhỏ ập đến mà tấn công về phía Dương Diệp. Chỗ Lang Vương đạp chân, mặt đất trực tiếp sụp xuống thành một cái hố nhỏ, đủ thấy sức mạnh kinh khủng thế nào. Nhìn thấy Lang Vương đánh đến, Dương Diệp mặt mày chăm chú, chân phải trượt ra sau, nắm đấm phải vung ngang vai, huyền khí kim sắc chợt vận chuyển trong cơ thể, trên nắm tay lóe lên kim quang chói mắt. Khi Lang Vương ập về phía hắn, chân phải Dương Diệp chợt đạp mạnh, thân thể đột ngột vọt lên khỏi mặt đất, sau một tiếng giống to, nắm đấm vung về phía đầu của Lang Vương. Phanh! Nắm đấm vừa mới tiếp xúc với đầu Lang Vương, Dương Diệp liền biến sắc, ngay lập tức. Một sức mạnh to lớn truyền đến từ trên cánh tay, làm Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Sau khi văng ra khoảng 7-8 trượng, ầm một tiếng, hắn nặng nề rơi xuống đất. Trái lại là Lang Vương chỉ ngừng lại một chút trên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên là trong cú va chạm vừa nãy, nó không bị thương. Nhưng mà một quyền kia Dương Diệp cũng không phải là chẳng có chút tác dụng nào, ít nhất lúc này nơi trán của Lang Vương đã có một cái dấu nắm đấm vô cùng rõ ràng.
Dương Diệp bò dậy, một cảm giác mỏi như lan từ cánh tay ra toàn thân. Mà đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ bên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Theo vòng xoáy nhỏ vận chuyển lên, một tia huyền khí kim sắc chảy ra từ trong đó, sau đó những huyền khí kim sắc này chảy tới kinh mạch toàn thân của hắn, chữa trị các nơi trong cơ thể. Cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ trong cơ thể, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó ánh mắt hướng về U Minh Lang Vương ở phía xa xa. Dương Diệp không thể không thừa nhận, sức mạnh của huyền thú thực sự quá kinh khủng. Một kích vừa rồi của hắn, nếu như là đánh trúng cường giả tiên thiên nhân loại, vậy thì đối phương dù không chết cũng sẽ bị thương, mà U Minh Lang Vương trước mắt này lại chẳng hề gì. Tuy rằng hắn đã sớm dự liệu được một quyền kia không tạo được tổn thương gì cho Lang Vương, nhưng mà nhìn thấy đối phương chẳng hề hấn gì, trong lòng Dương Diệp vẫn hơi bực tức. Nhưng mà còn may, so với con huyền thú vương giai trong kiếm nô tháp, con U Minh Lang Vương này vẫn còn kém một chút, dù sao hắn cũng không dám đấu quyền với huyền thú vương giai trong kiếm nô tháp kia. Ngừng mạch suy nghĩ lại, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cởi áo và huyền giáp ra, để lộ làn da màu đồng, hai nắm tay hoạt động một chút, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, trên hai nắm đấm lập tức che kín kim quang chói mắt. Ngày hôm nay, hắn muốn chiến cho thỏa lòng. Nhìn thấy Dương Diệp lại còn có thể đứng lên, đàn sói lập tức phát ra những tiếng sói tru, như thể đang nói làm sao có thể. Tiểu Hôi và nhóc con kia đã biết rồi cho nên có vẻ không chấn kinh bao nhiêu, nhất là Tiểu Hôi, nó từng chiến đấu với Dương Diệp, nó vô cùng rõ ràng về sức mạnh nhục thân của Dương Diệp. Nhưng mà nó cũng không coi trọng cuộc chiến của Dương Diệp và U Minh Lang Vương lắm, chênh lệch giữa huyền thú cửu giai và huyền thú vương giai thực sự là quá lớn. Tuy rằng như vậy nhưng nó sẽ không biểu lộ ra, bằng không đó chính là muốn ăn đập. Phải biết rằng, nhóc con màu tím kia vô cùng không thích người khác coi thường Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp đứng lên, trong mắt chồn tía đầy vẻ hưng phấn, nhìn dáng điệu của nó, cứ như nó cũng tham gia chiến đấu vậy. Lúc này trong lòng U Minh Lang Vương cũng là vô cùng kinh hãi. Tên nhân loại trước mắt này cứng đối cứng với nó mà không chết, hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương như thế, đừng nói là chết. Bị thương cũng chẳng có, điều này đã làm cho U Minh Lang Vương phẫn nộ. Một tên nhân loại cứng đối cứng với nó lại còn có thể đứng dậy không hề hấn gì, đây đúng là đang trắng trợn sỉ nhục nó. Grau! Một tiếng chu dài đầy tức giận, U Minh Lang Vương xông về phía Dương Diệp. Hình thể của U Minh Lang Vương to lớn không chỉ gấp 10 lần Dương Diệp, nó điên cuồng lao đến thì như thể một ngọn núi nhỏ, mỗi một lần đặt chân mặt đất đều run run, thanh thế như thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy U Minh Lang Vương xông đến, Dương Diệp híp hai mắt lại, chân phải đạp mạnh ra, mượn sức bật lên, thân thể xông về phía U Minh Lang Vương giống như một viên đạn pháo. Tại phạm vi chỉ còn cách U Minh Lang Vương chừng một trượng, Dương Diệp giống lên một tiếng, nắm đấm lóe kim quang kia hung hãn đánh vào đầu sói còn lớn hơn cả thân thể hắn. Một kích này của Dương Diệp có thể nói là dốc hết sức lực, nơi nắm đấm đi qua, không khí như thể bị xé rách, phát ra từng tiếng xé gió rin rít chói tai. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bầy thú, một người một sói lại lần nữa ra sức đụng vào nhau. Theo một tiếng vang lớn, Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài. Nhìn thấy như thế, Lang Vương thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay sau đó, cái tên nhân loại vừa bị đập bay xuống đất kia lại yên ổn đứng dậy, còn chủ động tấn công nó. U Minh Lang Vương vô cùng nghi hoặc, thực sự quá nghi hoặc, bởi vì vừa rồi nó thật sự đã toàn lực tấn công. Nó đã toàn lực va chạm như vậy. Nhân loại trước mắt này còn có thể đứng lên. Hơn nữa còn có thể chủ động công kích nó. Đây thật sự là nhân loại chứ không phải là huyền thú. Nó không nghĩ được nữa, bởi vì tên nhân loại kia đã đến trước mặt nó. Phanh! Không cần phải nghi ngờ, Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài, thế nhưng ngay sau đó, Dương Diệp lại bò dậy, sau đó vọt về phía U Minh Lang Vương. Phanh! Phanh! Chiến đấu rằng co chừng một canh giờ. Trong một canh giờ này, mỗi lần Dương Diệp cứng đối cứng với U Minh Lang Vương, hắn đều bay ra ngoài, không có ngoại lệ nào. Nhưng mà Dương Diệp cũng có tiến bộ, đó chính là khoảng cách mỗi một lần bay ra ngoài càng ngày càng ngắn. Từ lúc vừa mới bắt đầu bay ra ngoài 7-8 trượng rút ngắn đến hiện tại bay ra ngoài còn 5-6 trượng, vậy còn không tính là tiến bộ sao? Dĩ nhiên Dương Diệp cũng chẳng phải kẻ cuồng bị ngược đãi. Sở dĩ hắn bỏ qua sở trường của mình là kiếm mà dùng nhục thân cứng đối cứng với U Minh Lang Vương, chính là vì tăng cường thể xác. Đúng vậy, thân thể hắn bị thương tổn càng lớn, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lại càng xoay nhanh,
đồng thời huyền khí kim sắc này cũng càng chảy ra nhiều. Tuy là đau đớn một hồi thế nhưng hiệu quả quả thật là tốt. Giống như hiện giờ, hắn cơ bản đã thích ứng được với sức mạnh của U Minh Lang Vương, đương nhiên chỉ là thích ứng, không phải là miễn dịch, hắn vẫn sẽ đau. Nhìn thấy Dương Diệp lần này đến lần khác bay ra ngoài, sau đó lần này đến lần khác xông về phía U Minh Lang Vương, đàn sói sau lưng Lang Vương đã hoàn toàn ngây dại. Bởi vì cho dù là chúng nó cũng không thể đọ sức với Lang Vương nhiều như vậy mà không bị thương, mà nhân loại này lại có thể. Tên nhân loại này thật sự là nhân loại mà không phải huyền thú. Lúc này mấy con sói cũng có loại ý nghĩ giống U Minh Lang Vương trước đó. Ngay cả Tiểu Hôi cũng trợn tròn mắt, dáng vẻ hoàn toàn không tin nổi. Nó biết nhục thân của Dương Diệp rất cường hãn, thế nhưng nó không ngờ Dương Diệp lại có thể đâm sầm vào Lang Vương nhiều như vậy mà còn có thể đứng dậy. Từ lúc nào mà hắn trở nên mạnh như vậy? Đây căn bản không phải là người và thú giao chiến mà là thú với thú giao chiến mới đúng. Quả thực, chỉ có huyền thú và huyền thú giao chiến mới có thể như Dương Diệp và U Minh Lang Vương vậy, cứng đối cứng, quyền đối quyền. Ở trong mắt đàn sói và Tiểu Hôi, sức mạnh nhục thân của Dương Diệp đã có thể sánh với U Minh Lang Vương. Thế nhưng chỉ có Dương Diệp tự mình biết, xét về nhục thân, hắn vẫn còn rất nhiều chênh lệch so với U Minh Lang Vương. Tuy rằng lần nào U Minh Lang Vương cũng đánh bay hắn, nhưng lại không thừa thắng xông lên hoặc là tấn công vào nơi yếu hại của hắn. Cũng không sử dụng móng vuốt sắc bén như lưỡi đao kia. Dương Diệp biết, U Minh Lang Vương là đang dè chừng nhóc con. Ngoài ra, từ lúc hắn và U Minh Lang Vương chiến đấu đến giờ, hắn cơ bản chưa mang đến cho U Minh Lang Vương tổn thương mang tính thực chất nào. Nói cách khác, hắn không phá nổi phòng ngự của U Minh Lang Vương. Nếu như có một tấm cường lực phù thượng phẩm, có lẽ là hắn còn có thể, nhưng như vậy chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đương nhiên, U Minh Lang Vương không chân chính xuất toàn lực, Dương Diệp cũng không, nếu như hắn cầm kiếm, sau đó sử dụng kiếm ý, hắn tự tin mình có thể băm U Minh Lang Vương ra. Sở dĩ U Minh Lang Vương không dùng toàn lực là bởi vì nó muốn nhìn thử xem nhân loại này có thể chịu đựng bao nhiêu lần. Nó là vương của một tộc quần, trí tuệ của nó có thể là không cao bằng nhân loại, thế nhưng nó tuyệt đối không ngu ngốc. Cả nhóc con thần bí và một Lang Vương đều nguyện đi theo tên nhân loại này, hắn nhất định là chỗ xuất chúng. Sự thực chứng minh, nhân loại trước mắt này là có chút bản lĩnh, cho nên nó thu hồi lòng kiêu ngạo của mình. Có thực lực, bất kể là huyền thú hay là con người, đều đáng được tôn trọng. Nhưng mà, nếu như chỉ có chút thực lực ấy mà nói, muốn nó thần phục ư, vậy thì vẫn còn kém lắm. Nó không lo nhân loại trước mắt này sẽ cưỡng ép thuần phục nó, bởi vì như vậy, tên nhân loại này sẽ bị cường giả thế giới huyền thú trả thù. Muốn nó thuần phục, chỉ có khi nó cam tâm tình nguyện mới được. Trong lúc nhất thời, một người một sói đều mang tâm tư riêng. Có thể nói, hiện giờ cuộc chiến giữa một người và một thú chỉ là làm nóng người mà thôi. Lại qua một canh giờ. Phành. Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng đứng lên, ngay lúc hắn chuẩn bị xông đến, U Minh Lang Vương ngửa đầu gào lên giận dữ, hai móng sắc bén như đao rạch mạnh xuống mặt đất một cái. Xoạt một tiếng. Mấy vết cào to bằng cánh tay xuất hiện trên mặt đất. Thấy thế, Dương Diệp dừng bước, thấp giọng nói, muốn chơi thật rồi sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải lật lên, kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm vào tay, khí thế cả người Dương Diệp lập tức biến đổi, đồng thời kiếm ý phun ra ngoài, phủ ập về phía U Minh Lang Vương. Chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu. Bị kiếm ý bao phủ. Khí thế U Minh Lang Vương bộc phát ra lúc lập tức bị áp chế. Cảm giác được khí thế của mình bị như vậy, con người U Minh Lang Vương co rụt lại, ánh mắt vô cùng trầm trọng. Lần này, nó đã coi Dương Diệp là đối thủ chân chính. Đúng vậy, bằng vào mỗi kiếm ý thôi, U Minh Lang Vương liền phải nghiêm túc đối đãi, đây chính là sự kinh khủng của kiếm ý. Grau! Một tiếng sói tru kinh thiên, U Minh Lang Vương vọt nhảy lên vồ lấy Dương Diệp. Hai móng mang theo hàn quang lóa như tuyết xen lẫn với tiếng xé gió chói tai. Tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, so với lúc trước không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Ngay khoảnh khắc mà U Minh Lang Vương vọt lên, Dương Diệp cũng động. Hắn cất bước chạy về phía U Minh Lang Vương, khi cách U Minh Lang Vương chỉ còn khoảng 2 trượng, Dương Diệp híp hai mắt, thi triển ra tật phong bộ, mang theo một vệt tàn ảnh mà nhảy lên, sau đó choang một tiếng, rút kiếm đâm vào chân U Minh Lang Vương. Đương nhiên U Minh Lang Vương sẽ không trốn,
trong mắt nó huyền bảo của nhân loại cũng chả mạnh hơn cây cối bao nhiêu. Song lần này nó sai rồi. Soạt, trường kiếm không gặp được bao nhiêu trở ngại, trực tiếp đâm vào cái chân trái có kích thước còn lớn hơn thân thể Dương Diệp của U Minh Lang Vương. Bị kiếm đâm phải, con người U Minh Lang Vương kịch liệt co rụt lại, nhân loại trước mắt lại có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nó lập tức vừa sợ vừa giận, móng vuốt bên phải đang hạ xuống Dương Diệp lại lần nữa gia tăng thêm sức mạnh. Trường kiếm mới vừa đâm vào chân trái U Minh Lang Vương, Dương Diệp liền chuẩn bị thu kiếm nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, móng vuốt sói của U Minh Lang Vương đã vồ đến. Hắn cũng không dám đưa mình chịu lấy, Dương Diệp quả quyết bỏ kiếm, thi triển ra tật phong bộ nhảy lùi về sau, tránh né khỏi móng vuốt của U Minh Lang Vương. Phanh! Móng vuốt vồ vào khoảng không, thân thể U Minh Lang Vương đáp xuống mặt đất, ngay lập tức mặt đất nơi U Minh Lang Vương đáp xuống bị sụp lún. U Minh Lang Vương cúi đầu, trường kiếm vẫn còn cắm vào trên chân mình, lại nhìn Dương Diệp một chút rồi chợt ngửa đầu gầm lên giận dữ, nó đã thật sự nổi giận rồi. Hai chân sau đạp mạnh, thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ lao về phía Dương Diệp, vào giờ khắc này, móng vuốt sắc bén như dao lóe sáng hàn quang làm người ta phải rét lạnh. Nhìn thấy U Minh Lang Vương xông đến, Dương Diệp mặt không đổi sắc. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía cái chân trái của U Minh Lang Vương mà nói, đến đây. Dứt lời, thanh kiếm vốn cắm trên chân trái của U Minh Lang Vương đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh lanh lảnh rồi chợt hóa thành một vệt sáng bay về trong tay Dương Diệp. Kiếm vào tay, Dương Diệp lập tức chạy về phía U Minh Lang Vương, trong quá trình chạy đi ấy, bàn tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi mà hóa thành kiếm chỉ, vung lên về phía U Minh Lang Vương. Phụt 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 phụt. Năm luồng kiếm khí kim sắc nối tiếp nhau bắn nhanh về phía U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương vẫn là không tránh né, nó khinh thường tránh né, đương nhiên, khoảng cách gần như thế, nó cũng không cách nào tránh né. Soạt 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 soạt. Năm luồng huyền khí kim sắc không tạo thành thương tổn quá lớn với U Minh Lang Vương nhưng cũng không phải vô ích, bởi vì trên đầu của nó đã có thêm năm lỗ máu. Nó lại bị tên nhân loại trước mắt này tổn thương. Nhận ra khác thường trên mặt, U Minh Lang Vương sững sờ, tiếp theo là tức giận. Trong nháy mắt nó trở nên dữ tợn, cái miệng há lớn, hung hãn cắn về phía Dương Diệp đã ở trong gang tấc. Xem bộ dạng này, nó là đã chân chính muốn giết thật rồi. U Minh Lang Vương khinh thị Dương Diệp, vì tôn nghiêm của thú vương gì gì đó mà đối cứng với công kích của Dương Diệp, nhưng Dương Diệp thì không. Hắn hiểu được nghênh dài tránh ngắn, hiểu được sở trường và khuyết điểm của mình. Ngay lúc cái miệng sói đầy mùi máu tanh của U Minh Lang Vương sắp chạm vào bản thân, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, sau đó chân phải khẽ đạp xuống mặt đất, thi triển ra tật phong bộ, vọt về phía bên phải U Minh Lang Vương, tránh khỏi cú tấn công của U Minh Lang Vương. Sau khi tránh thoát khỏi cú vồ đến kia, Dương Diệp lập tức rút kiếm ra, sau đó chém ra hơn 10 vệt máu trên phần cơ thể bên phải của U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương dừng bước, xoay người lại, mà lúc này Dương Diệp đã ở ngoài 10 trượng. Nhìn phần cơ thể bên phải và cái đầu đang không ngừng chảy máu của U Minh Lang Vương, Dương Diệp đã hiểu ra một chuyện, đó chính là huyền thú cũng không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Nếu như có thể phá vỡ phòng ngự của chúng, vậy thì hình thể khổng lồ của chúng nó chính là một mục tiêu sống. U Minh Lang Vương không xông lên nữa, dưới sự áp chế của thứ không rõ tên kia, bất kể là tốc độ hay là chiến ý của nó đều giảm xuống vài phần. Đương nhiên, quan trọng nhất là nhân loại trước mắt này có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Một khi hắn có thể phá vỡ phòng ngự của nó, vậy thì ưu thế của nó gần như không còn lại gì. Nhân loại trước mắt và hai huyền thú kia cũng không phải là đến tranh đoạt địa bàn, giữa bọn họ và nó không có thâm thù đại hận gì, thực sự không cần thiết chơi đến chiến đấu sinh tử. Bởi vì nếu như chơi đến sống đến chết thì lúc nó giao chiến với nhân loại trước mắt này, nhóc con màu tím thần bí kia sẽ thi triển uy áp kinh khủng kia đối với nó, đến lúc đó đừng hòng muốn đánh nữa, trực tiếp chờ chết đi. Cho nên, dường như đã không cần thiết chiến đấu nữa. Dương Diệp chậm chậm đi về phía U Minh Lang Vương, khi đi đến trong phạm vi hai trượng trước mặt nó, hắn nói, Lang Vương, nếu ta muốn giết ngươi, lúc này ngươi đã chết. Theo ta đi, sau đó ăn thịt thơm, uống rượu ngon. Nếu như có thể thu phục Lang Vương này, vậy thì sau này hắn lại có thêm một siêu cấp bảo tiêu bảo vệ mình. U Minh Lang Vương nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Nếu như nó thần phục một nhân loại,
vậy thì nó sẽ trở thành trò cười của đám huyền thú vương giai trong khu vực này. Nó có thể chết nhưng nó không thể vứt bỏ tôn nghiêm. Thấy U Minh Lang Vương lắc đầu, Dương Diệp nhướng mày, đúng lúc này, Tiểu Hôi và Chồn Tía đi đến. Chồn Tía hung hăng chừng U Minh Lang Vương, U Minh Lang Vương cũng có vẻ rất sợ hãi Chồn Tía, lập tức lui về phía sau mấy bước, không dám đối diện với Chồn Tía. Tiểu Hôi đi tới trước mặt U Minh Lang Vương, trao đổi với U Minh Lang Vương. Theo cuộc huyên thuyên của Tiểu Hôi, U Minh Lang Vương mở to hai mắt, cuối cùng quả thực là mắt mở to đến bằng cả cái đầu người. Một lát sau, U Minh Lang Vương nhìn về Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía bụng của Dương Diệp. Thấy thế, Dương Diệp giãn đôi mày, nhìn hướng về phía Chồn Tía mà nói, nhóc con, giúp ta đưa nó vào. Chồn Tía dường như vô cùng không thích U Minh Lang Vương, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, nó còn lâu mới cho con huyền thú không nghe biết lời nó này đi hưởng thụ chỗ tốt. Dương Diệp cười khổ không biết làm sao, lập tức nhẹ giọng nói, nhóc con, mi nghĩ thử xem. Nếu như nó theo chúng ta, sau này còn chẳng phải là mặc cho mi tùy ý bắt nạt sao? Chồn Tía mắt sáng rỡ, sau đó gật gật đầu, vùng móng vuốt về phía U Minh Lang Vương, U Minh Lang Vương lập tức hóa thành một vệt sáng rồi chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Trong cơ thể Dương Diệp, khi U Minh Lang Vương nhìn thấy không gian vòng xoáy kia, U Minh Lang Vương không thể bình tĩnh nổi, khi nhìn thấy hồ huyền khí kim sắc kia, nó như thể ăn phải thuốc kích thích, có vẻ vô cùng kích động và hưng phấn. Sau đó ngao một tiếng vọt vào trong ao huyền khí. Ngay lúc nó muốn nhảy vào trong hồ huyền khí, nhóc con xuất hiện trước mặt của nó, sau đó uy áp phô thiên cái địa kia ép tới U Minh Lang Vương, làm cho thân hình U Minh Lang Vương lập tức ngừng lại, không dám đi thêm bước nào nữa. Chồn Tía nhìn chằm chằm U Minh Lang Vương bằng ánh mắt bất thiện. Tên trước mắt này lại muốn đi vào huyền khí trì, thật là si tâm vọng tưởng, đó là của nó. Ở bên trong vòng xoáy đan điền, Dương Diệp không biết Chồn Tía và U Minh Lang Vương kia nói cái gì, sau khi ra ngoài thái độ của U Minh Lang Vương đối với nhóc con từ sợ hãi kiêng dè lúc đầu biến thành nịnh bợ lấy lòng, kêu bò thì bò, nói chung là kêu đâu làm đó, Dương Diệp nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Sau chốc lát U Minh Lang Vương thông qua Chồn Tía biểu đạt nguyện ý thần phục Dương Diệp, chỉ là có một việc khó khăn nó hy vọng Dương Diệp hỗ trợ giải quyết. Cái khó khăn này là nó đi rồi, đàn sói làm sao bây giờ? Phải biết rằng, ở trong khu vực này, một tộc quần không có vương thì sẽ bị tộc đàn khác ức hiếp, đừng nói địa bàn bị cướp, thậm chí còn sẽ bị tộc đàn khác nô dịch. Cho nên nó hy vọng Dương Diệp giải quyết vấn đề này, như vậy nó liền cam tâm tình nguyện đi theo Dương Diệp. Vấn đề này của U Minh Lang Vương căn bản không phải là cái gì khó khăn với Dương Diệp vung tay lên, hào khí can vân một mà nói, tộc đàn khác. Yên tâm, chúng ta sẽ đi đến từng nơi một. Đợi đến khi chúng nó đều không có vương hết thì còn ai bắt nạt ai được nữa. Cứ như vậy, Dương Diệp lại có thêm một siêu cấp tay chân, mà tên tay chân này được Dương Diệp gọi là Tiểu Ngân. Một hào khí can vân, hào khí khí phách anh dũng, hào hùng can vân vào đến trời cao, thành ngữ ý chỉ vô cùng có khí phách, phóng khoáng. Sau khi thu phục U Minh Lang Vương, Dương Diệp bất ngờ lấy được một khoản thu nhập thêm, đó chính là tài sản cất giấu của U Minh Lang Vương. Nhưng mà những thứ này có hơi đáng xấu hổ, chỉ có hơn 10 gốc linh thảo, hơn nữa phẩm cấp linh thảo cũng không cao, chỉ có 3 gốc huyền giai hạ phẩm, còn lại đều là dưới huyền giai. Với của cải của Dương Diệp bây giờ, đương nhiên là hắn không để vào mắt mấy linh thảo này, nhưng mà có còn hơn không? Sau khi U Minh Lang Vương dàn xếp đàn sói xong, Dương Diệp bắt đầu từ bước lên hành trình mới. Mục tiêu lần này của hắn là huyền thú vương giai ở đoạn hồn sơn mạch kia. Chính là con huyền thú vương giai khiến cho U Minh Lang Vương và Tiểu Hôi lần nào nhắc đến cũng có vẻ mặt kiêng dè. Dương Diệp biết, có thể khiến U Minh Lang Vương tính tình cao ngạo cũng phải kiêng dè, huyền thú vương giai kia chắc chắn không phải loại hiền lành gì. Nhưng mà hắn cũng không sợ, thật đánh không lại thì vẫn có thể chạy, không phải sao. Có nhóc con với hai con huyền thú vương giai tại đây, ở thập vạn đại sơn này huyền thú linh giai không ra, ai có thể đọ được với tổ hợp của bọn họ chứ? Lúc này Dương Diệp có thể nói là hăm hở, hào hứng ngút trời. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Hôi, Dương Diệp rất nhanh đã đi đến đoạn hồn nguyên. Nhìn sương mù màu tím tràn ngập quỷ dị bên dưới, Dương Diệp hơi xuất thần. Ai có thể ngờ, dưới nơi này lại trải đầy sương trắng. Ai có thể ngờ, ở dưới nơi này còn có một chốn non xanh nước biếc. Ai có thể ngờ, dưới đây còn có một lão nhân kinh khủng cư ngụ.
Nghĩ đến lão nhân kia, thần sắc Dương Diệp không kiềm được mà trầm trọng. Thực lực của lão nhân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, hắn không biết, hắn chỉ biết là, cho dù là tôn giả cảnh cũng không thể tiện tay tạo ra một truyền tống trận. Nhưng mà làm cho Dương Diệp không hiểu sao là, vì cái gì lão nhân kia vừa thấy mặt hắn thì liền tặng hắn huyền kỹ địa cấp và huyền bảo địa cấp. Đương nhiên hắn sẽ không cho là mình có bá vương khí gì đó, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là dường như lão nhân rất có hứng thú với hắn. Về phần rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Sau một hồi lâu, Dương Diệp thu hồi dòng suy nghĩ, nở nụ cười mà nói, xem ra có thời gian phải đi xuống một chuyến, nếu như có thể mò thêm chút đồ thì càng tốt. Nói xong, chân không dừng bước, hắn chỉ huy tiểu hôi chạy về phía đoạn hồn sơn mạch. Theo miêu tả của U Minh Lang Vương, đoạn hồn sơn mạch là địa bàn của Đại Địa Hùng Vương. Con Đại Địa Hùng Vương này vốn không phải cư dân nơi đây, là rất lâu trước đây đột nhiên đi đến đoạn hồn sơn mạch. Sau khi nó đến đoạn hồn sơn mạch, tộc quần xung quanh đoạn hồn sơn mạch cùng với những tộc quần bản địa đều bị nó đánh đuổi. Đương nhiên, những huyền thú này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ra đi. Khi đó, gần như ngày nào ở đoạn hồn sơn mạch cũng xảy ra đại chiến, thế nhưng đều là Đại Địa Hùng Vương này hành hạ mấy con thú khác. Trải qua một khoảng thời gian chiến đấu, con Đại Địa Hùng Vương đột nhiên đến này rốt cuộc được mọi người công nhận, đoạn hồn sơn mạch cũng được coi là địa bàn của nó. Chẳng còn cách nào khác, đánh không lại, chỉ có thể chịu thua thôi. Cũng may, sau khi xưng bá đoạn hồn sơn mạch Đại Địa Hùng Vương này đã yên ổn lại, cũng không đi bắt nạt tộc quần huyền thú xung quanh. Hơn nữa huyền thú xung quanh cũng có thể bước vào địa bàn của nó tìm kiếm linh thảo, điều kiện tiên quyết là không được trêu chọc nó. Nhưng mà nếu có nhân loại dám bước vào đoạn hồn sơn mạch, vậy thì nó sẽ truy sát nhân loại này đến chết. Cho nên khi Dương Diệp đưa ra ý định muốn đi chinh phục Đại Địa Hùng Vương này, U Minh Lang Vương vẫn có hơi phản đối, chẳng qua là khi Dương Diệp mang chồn tía với tiểu hôi ra, nó cũng không phản đối nữa. Quả thực, Đại Địa Hùng Vương có mạnh đi nữa cũng chỉ là huyền thú vương giai, chỉ cần không phải huyền thú linh giai, với tổ hợp này của bọn họ. Cho dù thực sự đánh không lại, bỏ chạy thì Đại Địa Hùng Vương cũng chỉ có đứng nhìn. Đại Địa Hùng Vương ở tại một ngọn núi nhỏ bên trong một hẻm núi, dưới sự dẫn đường của U Minh Lang Vương, Dương Diệp rất nhanh đã đi tới hẻm núi này. Khi Dương Diệp sắp tiếp cận địa bàn của Đại Địa Hùng Vương thì chợt có những tiếng năng lượng phát nổ vang lên từ phía xa xa. Dương Diệp dừng bước, sau đó nhìn về phía đó, đang có chiến đấu sao? Dương Diệp thu U Minh Lang Vương và Tiểu Hôi vào bên trong vòng xoáy đan điền, sau đó mang theo chồn tía lao đi về phía nơi ở của Đại Địa Hùng Vương. Hắn thu Tiểu Hôi với U Minh Lang Vương vào chủ yếu là vì sợ có người đang chiến đấu với Đại Địa Hùng Vương, nếu để cho người ta thấy bên cạnh hắn có hai huyền thú vương giai, vậy cũng hơi kinh thế hãi tục quá. Chẳng bao lâu sau, Dương Diệp đi tới một gốc cây cách chỗ ở của Đại Địa Hùng Vương không xa, từ kẽ lá nhìn sang. Hắn thấy có 8 người đang ở đằng đó chiến đấu với con Đại Địa Hùng Vương có thân hình còn lớn hơn cả U Minh Lang Vương kia. 8 người này tuổi tác cũng không lớn, đều là 17-18 tuổi. Mà điều làm cho Dương Diệp bất ngờ là 8 người này đều là cường giả tiên thiên cảnh, nhưng sau khi nhìn thấy ký hiệu trên trang phục của bọn họ, Dương Diệp cũng bình thường trở lại. 8 người này hẳn là đệ tử của 6 đại thế lực, nếu như là người của 6 đại thế lực thì 17-18 tuổi tiên thiên vẫn tương đối bình thường. Nhưng mà Dương Diệp không hiểu là vì sao 8 người này lại xảy ra chiến đấu với Đại Địa Hùng Vương, chẳng lẽ là muốn giết lấy đan, lột ra bán lấy kim tệ. Quả thực, nội đan thì không cần nói rồi, cái bộ da nâu kia của Đại Địa Hùng Vương cũng vô cùng đáng giá. Ồ, đột nhiên, Dương Diệp chăm chú nhìn lại một nữ tử trong 8 người kia, khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, Dương Diệp có hơi bất ngờ, bởi vì nữ tử này chính là Thanh Tuyết đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông. 8 người cũng không cứng đối cứng cùng với U Minh Lang Vương mà là dùng thân pháp linh hoạt cùng các loại huyền kỹ sắc bén đánh du kích Đại Địa Hùng Vương, nhưng mà hiệu quả không phải quá lớn. Các loại huyền kỹ rối mắt này không tạo thành tổn thương mang tính thực chất nào cho Đại Địa Hùng Vương. Ánh mắt Dương Diệp quét qua 8 người, cuối cùng rơi vào trên người một gã nam tử, bởi vì thực lực của gã nam tử này là mạnh nhất trong 8 người ở đây. Gã nam tử này cầm trong tay một thanh trường thương màu đen đen mun. Vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Mỗi lần gã vung vẩy trường thương sẽ mang theo một vệt tàn ảnh nhàn nhạt, mỗi khi đâm vào trên người Đại Địa Hùng Vương cũng sẽ tạo thành một lỗ máu trên người Đại Địa Hùng Vương. Gã nam tử này là người duy nhất ở đây không cần huyền kỹ mà vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của Đại Địa Hùng Vương,
nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Mấy vết thương nhỏ này, đối với đại địa hùng vương mà nói, giống như mũi cắn một cái mà thôi. Mà nếu như một trong tám người này bị cái tay to lớn kia của đại địa hùng vương chụp một chưởng thì chắc chắn sẽ trở thành thịt vụn. Chờ bọn họ chạy trốn, ta lại lên. Nhìn một hồi, Dương Diệp đã đưa ra kết luận, đó chính là tám người này trước mắt không giết chết đại địa hùng vương được. Nhưng mà khiến Dương Diệp có hơi nghi ngờ là, hình như con đại địa hùng vương này không mạnh như U Minh Lang Vương nói nhỉ, chẳng lẽ là nó chưa nghiêm túc. Nơi chiến đấu, Thanh Tuyết linh hoạt du kích bên trái đại địa hùng vương, từ lúc giao chiến với đại địa hùng vương đến giờ, ỷ vào thân pháp xảo diệu và kiếm pháp sắc bén, nàng đã ở tạo thành một vài vết kiếm trên người đại địa hùng vương. Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn có chút hối hận. Đúng vậy, hối hận đáp ứng đến tham gia săn giết đại địa hùng vương. Đệ tử kiếm tông muốn giành được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, vậy cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ tông môn và đánh ngoại môn bảng. Hiện giờ ngoại môn bảng nàng tạm thời không chơi nổi, cho nên chỉ có thể nhận nhiệm vụ tông môn. Lần này đến Thập Vạn Đại Sơn nàng chỉ là đến săn giết một con huyền thú cửu giai, đúng lúc gặp phải mấy người bên cạnh, mấy người này cũng là đệ tử tông môn đi ra ngoài lịch luyện, bọn họ thuyết phục nàng, nàng không cản nổi mê hoặc của huyền thú vương giai nên đồng ý lời mời của bọn họ. Trong nhiệm vụ tông môn có rất nhiều nhiệm vụ cần huyết dịch, gân cốt của huyền thú vương giai, nếu như có thể cùng những người này giết huyền thú vương giai, tuy rằng thực lực của nàng thuộc hạng yếu kém trong 8 người nhưng cũng sẽ được chia không ít thứ. Có máu và gân cốt của huyền thú vương giai, nàng có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Ý nghĩ là tốt, hiện thực thì tàn khốc. Vốn là theo suy nghĩ của nàng, 8 người bọn họ đều là cường giả tiên thiên, hơn nữa là đệ tử tông môn. Sức mạnh hợp lại của 8 người đối phó với một con huyền thú vương giai hẳn là có thể. Chỉ là hiện thực tàn khốc nói cho nàng biết, kiếm khí và kiếm pháp mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không tạo được thương tổn thực chất nào cho con thú vương này. Ngược lại, đối mặt với công kích của nó, nếu như chỉ chậm lại một chút thôi thì thứ chờ nàng sẽ là trở thành một đống thịt nát bét. Cho nên bây giờ nàng hối hận khi đáp ứng đến tham gia lần săn giết này, bởi vì căn bản là bọn họ không thể địch lại con huyền thú này. Nếu như đi bây giờ đi là còn kịp, thế nhưng nàng không có cách nào đi được, bởi vì đệ tử nguyên môn dẫn đội lần này vẫn chưa nói gì. Đối với thực lực của đệ tử ngoại môn nguyên môn này, Thanh Tuyết không có gì để nói nhưng mà phẩm đức của gã, nàng thật không dám khen. Đúng như là lời đồn, ở trước mặt đệ tử của những tông môn khác, đệ tử nguyên môn luôn luôn có một cảm giác ưu việt như mình là cao nhân đứng đầu. Nhưng mà Thanh Tuyết cảm thấy điều này cũng bình thường. Ai bảo thực lực là người ta là cao nhất ở đây chứ? Nam tử dùng thương đâm một nhát vào eo của đại địa hùng vương, sau đó trường thương chợt xoay tròn, mượn lực mà bay vọt ra sau, gã thoát khỏi một chưởng mà đại địa hùng vương vồ xuống. Cảm nhận được huyền khí trong cơ thể càng ngày càng ít, nam tử cầm thương bắt đầu chăm chú lên, ánh mắt thoáng nhìn qua chỗ cây cối rậm rạp ở vách núi xung quanh, thầm nghĩ sao còn chưa xong. Ngay lúc gã chuẩn bị công kích lần nữa thì đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, tưởng vệ, mau lui. Nghe được câu này, nam tử cầm thương sắc mặt vui vẻ, chân phải đạp mạnh xuống đất, nhảy về phía sau vài cái, thoát ly khỏi vòng chiến đấu. Biến cố bất thình lình làm cho 7 người còn lại trong trận chiến biến sắc. Mà Dương Diệp đang ở trên cây thì híp mắt lại, nhìn về nơi bụi cỏ vừa phát ra âm thanh lúc nãy, mai phục. Còn không chỉ là một người. Ngay khoảnh khắc tưởng vệ đột nhiên rời đi. 7 người còn lại phẫn nộ, đều chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà đúng lúc này, một màn sáng màu vàng khổng lồ đã bao phủ cả 7 người lẫn đại địa hùng vương vào trong. Cùng lúc đó, 3 gã nam tử mặc trường bào màu trắng ngà đi ra từ 3 góc của màn sáng. Nhìn thấy màn sáng màu vàng này, chiến đấu đột nhiên ngừng lại, bởi vì đại địa hùng vương không công kích nữa mà là nhìn về phía 4 người tưởng vệ, trong mắt không chút nào che giấu khinh miệt và xem thường. Đại địa hùng vương ngừng công kích. 7 người còn lại dĩ nhiên là cầu còn không được. Một nam tử bên trong nhìn màn sáng một chút, làm như nghĩ tới cái gì mà thất thanh nói, lại là kết giới cháo của nguyên môn. Nói xong, hắn nhìn tưởng vệ bên ngoài màn sáng, cả giận nói, tưởng vệ, người đây là có ý gì? Nghe thấy là kết giới cháo, Thanh Tuyết cũng bắt đầu mặt mày tái nhợt, nàng từng nghe qua về kết giới cháo này. Đây là một loại thuật thần thông của nguyên môn. Chẳng phải là loại thuật thần thông thi triển xong sẽ gặp phải ảnh hưởng tiêu cực mà là thuật thần thông chân chính. Mức độ cứng chắc của loại kết giới cháo này cho dù là huyền thú linh giai cũng khó thể phá vỡ, về phần con huyền thú vương giai này thì càng khó khăn rồi.
Đương nhiên, hiện giờ chuyện nàng quan tâm hơn chính là rốt cuộc gã Tưởng Vệ trước mắt muốn làm cái gì. Tưởng Vệ không thèm nhìn bảy người mà quay đầu về một gã nam tử bên cạnh hắn, Tuyên Minh sư huynh, nếu để cho Minh Vũ học viện của Đại Tần đế quốc biết được chúng ta làm như vậy, e là chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Bảy người bên trong màn sáng có hai người là Hạo Nguyệt Tông, một người là Kiếm Tông, bốn người là Minh Vũ học viện của Đại Tần đế quốc. Minh Vũ học viện này mặc dù chỉ là một học viện hạng hai của Đại Tần đế quốc, thế nhưng nó cũng đại biểu cho Đại Tần đế quốc. Nếu để cho Đại Tần đế quốc biết những việc làm của bốn sư huynh đệ bọn họ nhất định sẽ gặp phiền toái. Về phần Hạo Nguyệt Tông và Kiếm Tông sao, gã cũng không lo. Tuyên Minh nhếch miệng cười tà mà nói, yên tâm, chỉ cần bảy người bọn họ đều chết, ai sẽ biết chúng ta làm. Nói đến đây, y xoay người gật đầu nói với Tưởng Vệ, lần này coi như ngươi lập công, nếu như không có người dẫn dắt bọn họ níu chân con đại địa hùng vương này, chúng ta căn bản chẳng có cách nào thi triển ra kết giới cháo. Có con đại địa hùng vương này, bốn người chúng ta ít nhất có thể ba tháng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, Tưởng Vệ không nói nữa. Tài nguyên tu luyện, đây là thứ mỗi đệ tử tông môn đều cần. Ngoại trừ những kẻ yêu nghiệt thiên phú siêu cấp ra, tông môn không thể nào cho không tài nguyên tu luyện. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực hơn, vậy thì phải có tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ bị những đệ tử khác bỏ xa. Bất cứ tông môn nào cũng có cạnh tranh ở nguyên môn càng kịch liệt hơn, khảo hạch đệ tử nội môn yêu cầu càng là hà khắc, nếu bọn họ muốn trở thành đệ tử nội môn thì nhất định phải có được thực lực cường đại hơn nữa, bởi vì số lượng đệ tử nội môn ở nguyên môn là có hạn. Lần đi săn đại địa hùng vương này cũng là vì bốn người đã nhận một nhiệm vụ tông môn. Nhưng mà bốn người cũng biết, với thực lực của bốn người bọn họ, chắc chắn là không thể nào giết được đại địa hùng vương này. Cho nên bốn người cho ra một biện pháp, đó chính là tìm kiếm một vài đệ tử đến thập vạn đại sơn lịch luyện kéo chân đại địa hùng vương, sau đó bọn họ thi triển ra kết giới cháo để vây hãm đại địa hùng vương. Nhưng mà chuyện phát triển có hơi không thuận lợi, bởi vì đại địa hùng vương ngưng công kích bảy người kia. Tuyên Minh cau mày. Trong kế hoạch ban đầu của y là để cho bảy người này đánh với đại địa hùng vương đến hai bên đều bị thương. Thực lực bảy người này không sánh bằng đại địa hùng vương, thế nhưng nếu như bảy người này lựa chọn tự bạo thì tuyệt đối có thể gây tổn thương cho đại địa hùng vương, như vậy đại địa hùng vương sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thế nhưng hiện giờ đại địa hùng vương cũng ngừng công kích, này hơi khác thường. Tưởng Vệ, mau mở kết giới cháo thả bọn ta ra ngoài. Một gã thanh niên Minh Vũ học viện nóng nảy nói. Tuyên Minh nhếch cười châm chọc, mấy tên Minh Vũ học viện đều không có mắt như vậy sao? Đến bây giờ còn không hiểu ý bọn ta à? Nghĩ cũng thật hay, giết đại địa hùng vương sau lưng các ngươi, chúng ta lập tức mở kết giới cháo tha các ngươi đi ra, thế nào? Nghe vậy, một chút ý nghĩ may mắn trong lòng bảy người cũng mất sạch, bốn gã đệ tử nguyên môn trước mắt thật sự là muốn diệt trừ tất cả bọn họ. Các ngươi không sợ Kiếm Tông với Hạo Nguyệt Tông, còn có Minh Vũ học viện trả thù hay sao? Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Trả thù, Tuyên Minh nở nụ cười, gương mặt tràn đầy khinh thường mà đáp, Hạo Nguyệt Tông với Minh Vũ học viện thì thôi, nhưng Kiếm Tông của ngươi coi là cái gì? Cho dù người của Kiếm Tông biết chuyện ngày hôm nay, Kiếm Tông của ngươi dám đến nguyên môn trả thù sao? Nhìn ngươi như vậy, khẳng định là đệ tử mới gia nhập Kiếm Tông, còn không biết chênh lệch của Kiếm Tông với những tông môn khác, vậy thì để ta nói cho ngươi biết. Không nói đến cái khác. Đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông nhà ngươi có bao nhiêu người? Không đến một vạn đúng chứ? Ngươi biết đệ tử ngoại môn của nguyên môn bao nhiêu sao? 14 vạn, thế nào, hiện giờ ngươi biết Kiếm Tông rác rưởi đến mức nào rồi chứ? Nghe vậy, Thanh Tuyết tái xanh mặt, nàng biết nguyên môn cường đại hơn Kiếm Tông, cũng biết Kiếm Tông yếu nhất trong 6 đại thế lực, nhưng bị người chế nhạo khinh thường Kiếm Tông ngay mặt như vậy, là một đệ tử Kiếm Tông, nàng vừa giận lại vừa bất đắc dĩ. Bởi vì nàng hoàn toàn không có cách nào phản bác. Tuyên Minh lạnh lùng nhìn quét qua bảy người một lượt rồi nói, các ngươi đừng nghĩ phá vỡ kết giới này, muốn sống thì đi giết đại địa hùng vương sau lưng các ngươi. Giết nó xong, chúng ta sẽ mở kết giới ra. Gã học sinh của Minh Vũ học viện cười lạnh một tiếng, giết đại địa hùng vương rồi ngươi sẽ mở kết giới ra. Ngươi cho rằng bọn ta đều là con nít 3 tuổi chắc. Nói xong. Hắn xoay người về phía đại địa Hùng Vương và nói với nó, Hùng Vương, ta biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, chuyện lúc trước là bọn ta sai, bọn ta xin lỗi ngươi. Hiện giờ tình cảnh của chúng ta giống nhau, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực phá vỡ kết giới, ngươi cảm thấy thế nào?
6 người còn lại bên trong kết giới cũng là vội vàng xin lỗi, bọn họ bây giờ chỉ có hợp tác với Đại Địa Hùng Vương mới có một con đường sống. Thấy thế, Tuyên Minh biến sắc, nếu như mấy người này hợp tác với Đại Địa Hùng Vương, không thể nghi ngờ là một phiền toái lớn với ba người bọn họ. Ngay khi y chuẩn bị dặn dò ba người xung quanh sớm động thủ thì Đại Địa Hùng Vương tỏ thái độ. Đại Địa Hùng Vương khinh thường nhìn 7 người bên trong màn sáng, sau đó trầm mặc, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng Dương Diệp đang nấp, trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ đầy tính người. Nhận thấy được ánh mắt Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp cả kinh trong lòng. Đại Địa Hùng Vương đã phát hiện hắn, xem ra Đại Địa Hùng Vương này thực sự đang giấu giếm thực lực. Nhóc con, mi có thể đối phó được tên này hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Bị Dương Diệp nghi ngờ, Chồn Tía vô cùng bất mãn, móng vuốt nhỏ quơ quào vài cái trên mặt Dương Diệp, sau đó liền chuẩn bị đi đối phó Đại Địa Hùng Vương. Dương Diệp vội vàng cản nó, làm hắn phải xin lỗi vô số lần, nó mới yên tĩnh lại. Ở bên kia, nhìn thấy Đại Địa Hùng Vương tỏ thái độ, 7 người bên trong màn sáng lập tức tâm trạng xuống dốc. Chiến là chết, không chiến cũng chết, 7 người bọn họ đã vào thế khó. Nhìn thấy thái độ của Đại Địa Hùng Vương, Tuyên Minh cười phá lên, quả nhiên thú vương đều là vô cùng cao ngạo. Nhưng ngay lập tức, tiếng cười của y chợt im bặt, bởi vì Đại Địa Hùng Vương giơ lên một bàn tay đánh vào màn sáng. Phanh! Một tiếng động lớn kinh thiên, mặt đất lắc lư, màn sáng không bị phá nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên màn sáng đã xuất hiện những vết rạn li ti. Phanh! Lại là một chưởng, khe nứt trên màn sáng gia tăng. Phanh! Khi đến chưởng thứ 10, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Sau khi đập nát màn sáng, Đại Địa Hùng Vương không đi công kích mấy người ở đây mà ngồi ở một bên, dáng vẻ xem trò vui, nhân loại với nhân loại chém giết lẫn nhau, chẳng phải là rất thú vị hay sao? Màn sáng vỡ vụn, mấy người Thanh Tuyết vui vẻ trong lòng, mà đám người Tuyên Minh gần đó thì biến sắc. Bởi vì nếu như mấy người kia sống sót rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vậy thì đây chắc chắn là tai họa đối với bọn họ. Bọn họ không phải là đệ tử yêu nghiệt của Nguyên Môn sẽ không vì 4 người bọn họ mà đắc tội với 2 tông môn của Đại Tần Đế Quốc. Nếu như mấy kẻ này sống rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, kết cục tốt nhất của 4 sư huynh đệ bọn họ cũng là tu vi bị phế, trục xuất Nguyên Môn. 4 người Tuyên Minh nhìn nhau, sau đó gật đầu, giờ khắc này bọn họ đều nghĩ giống nhau. Chẳng bao lâu, mấy người Thanh Tuyết cũng phát hiện bất thường. Khi nhìn thấy ánh mắt của đám người Tuyên Minh, bọn họ biết đối phương là muốn diệt khẩu. Một gã nam tử trong Minh Vũ Học Viện rất nhanh đã làm ra quyết định, cổ tay chợt động, 4 tấm phù lục xuất hiện ở trong tay, búng ngón tay bắn ra, trong nháy mắt 3 tấm phù lục dính vào trên người 3 gã học sinh Minh Vũ Học Viện. Gã nói, chúng ta không phải là đối thủ của 4 người bọn họ, đây là thần hành phù trung phẩm, mau chạy đi. Nói xong, hắn do dự một chút. Lại lấy ra 2 tấm thần hành phù đưa cho 2 người Hạo Nguyệt Tông, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy đi cùng với 3 gã học sinh Minh Vũ Học Viện. Hạo Nguyệt Tông là đứng đầu trong Tam Tông, tạo mối quan hệ với bọn họ chắc chắn là mới có lợi. Về phần Thanh Tuyết thì hắn không để vào mắt, đệ tử kiếm tông có ý nghĩa kết giao gì. Thần hành phù trung phẩm hết tận mấy vạn kim tệ đấy. Ngoại trừ Thanh Tuyết, sau khi dùng thần hành phù 6 người còn lại liền chạy về phía cửa ra của hẻm núi. Tuyên Minh mặt mày âm u, lạnh giọng nói, giao ả ta cho tưởng vệ đi. Nói xong y cũng lấy ra 3 tờ thần hành phù mà vỗ vào mình và 2 người khác, sau đó đuổi theo sau 6 người kia. Nhìn tưởng vệ đứng ở đối diện, Thanh Tuyết nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận và không cam lòng. Nàng biết, từ lúc nàng bước vào đội nhóm được thành lập tạm thời này thì nàng vẫn luôn bị khinh thường, chỉ là không ngờ lần này đối phương lại trắng trợn như vậy. Tưởng vệ không nhiều lời vô ích, trường thương vung lên, thân hình chuyển động, đâm mũi thương về phía Thanh Tuyết. Dương Diệp không có đợi đến lúc tính mạng của Thanh Tuyết như ngàn cân treo sợi tóc thì tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, ở thời điểm tương vệ chuyển động thân thể, Dương Diệp thả người nhảy một cái, sau khi hạ xuống, chân phải đột nhiên đạp mạnh, thân hình bạo phát về phía tương vệ. Dương Diệp cũng không có nương tay, thời điểm đến gần tương vệ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đâm tới sau lưng tương vệ. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Dương Diệp không phải người thích giết chóc, sở dĩ vừa ra tay chính là sát chiêu, là vì không có biện pháp nào khác. 4 người trước mắt muốn giết người diệt khẩu, mà Thanh Tuyết thì nhất định phải cứu, vì lẽ đó, 2 bên không có bất kỳ chỗ thương lượng.
Nếu không có chỗ thương lượng, vậy thì trực tiếp hạ tử thủ. Thời điểm Tương Vệ chỉ cách Thanh Tuyết một trượng, đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi xoay người vung thương đâm tới. Cong! Tay của Dương Diệp thủ hơi động, trường kiếm quay về phía trường thương đâm tới vẩy một cái, sau đó thuận thế nhắm tới ngực Tương Vệ, sử dụng kiếm pháp cơ bản trong đâm tự quyết. Bị trường kiếm của Dương Diệp vẩy một cái, sắc mặt của Tương Vệ kịch biến, bởi vì lực lượng kia quá lớn, lớn đến trường thương trong tay của hắn suýt chút nữa tuột tay bay ra, nhưng hắn chưa kịp từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, kiếm của Dương Diệp đã như một con rắn độc đâm tới ngực hắn. Cũng may Tương Vệ phản ứng không chậm, chân phải đạp mặt đất, mượn lực nhảy ra sau một cái, muốn tách ra khỏi chiêu kiếm này. Nhưng thời điểm Tương Vệ lui về phía sau, Dương Diệp đột nhiên sử dụng tật phong bộ, thân hình bạo phát, trường kiếm mang theo kiếm ảnh xuyên thủng trước ngực Tương Vệ. Tương Vệ có chút dại ra nhìn kiếm động trước ngực mình, khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi và không cam lòng. Mình lại chết như vậy. Mình còn có rất nhiều huyền kỹ cùng lá bài tẩy chưa triển khai. Hắn rất muốn nhìn người giết hắn là ai, nhưng hắn chung quy không thấy được, vì ý thức đã tiêu tan. Thanh Tuyết có chút dại ra nhìn Dương Diệp, hai mắt mở thật to, cường giả tiên thiên cảnh trước mắt lại chết như vậy. Dương Diệp nhìn Thanh Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sáu người xa xa cùng đệ tử nguyên môn ác chiến, không, phải nói chỉ có 5 người. Bởi vì một học sinh của Minh Vũ Học Viện đã chết trận. Lúc này đệ tử nguyên môn cùng đệ tử Minh Vũ Học Viện, còn có đệ tử Hạo Nguyệt Tông cũng đình chỉ chiến đấu, ánh mắt 9 người đều nhìn về phía Dương Diệp. Người Minh Vũ Học Viện cùng Hạo Nguyệt Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng tít mắt, bởi vì người đột nhiên xuất hiện kia là phe bọn hắn. Nhìn Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Tuyên Minh âm trầm, hắn không nghĩ tới, cho tới nay bên cạnh còn ẩn giấu một người, càng không nghĩ tới mới vừa đối mặt, Tương Vệ đã bị người trước mắt này giết. Mặc dù đánh lén, nhưng thực lực kia không thể khinh thường. Nếu như nam tử đột nhiên xuất hiện cùng 5 người còn lại liên thủ, thêm vào cô gái kia, vậy thì là 3-7, như vậy hắn không hề có một chút niềm tin. Lúc này Dương Diệp cười cợt nói. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ cứu người ta biết. Nếu như lúc trước mấy người Minh Vũ Học Viện kia không vứt bỏ Thanh Tuyết, hắn sẽ không ngại liên thủ với mấy người này đối phó đệ tử nguyên môn, kết giao bằng hữu hơn gây thù oán, Dương Diệp rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng nhìn thấy mấy người kia vứt bỏ Thanh Tuyết, Dương Diệp liền từ bỏ ý nghĩ liên thủ với mấy người kia. Loại bằng hữu này, hắn không dám nhận. Nghe được Dương Diệp nói, sáu người bên Minh Vũ Học Viện biến sắc, nam tử lúc trước móc ra thần hành phù vội vàng nói. Thanh Tuyết sư muội, sự việc lúc trước là ta không phải, mong ngươi nhờ bằng hữu của ngươi cứu viện, Minh Vũ Học Viện chúng ta vô cùng cảm kích. Hơn nữa đệ tử nguyên môn quá mạnh mẽ, hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có mọi người liên hợp lại mới có hy vọng. Thanh Tuyết nhíu mày. Tuy nàng ước gì người Minh Vũ Học Viện chết hết, thế nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, người trước mắt nói có đạo lý. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nàng muốn nhìn xem ý nghĩ của Dương Diệp. Nhìn thấy cử động của Thanh Tuyết, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, thậm chí ngay cả Đại Địa Hùng Vương cũng nhìn về phía Dương Diệp, không, nói chuẩn xác là nó nhìn về phía tiểu gia hỏa màu tím trên bả vai Dương Diệp. Biết ý nghĩ của Thanh Tuyết, Dương Diệp nhìn nàng gật đầu. Gia hiệu không cần lo lắng, sau đó nhìn về phía tên nam tử Minh Vũ Học Viện nói chuyện kia, nói. Nếu như lúc trước thời điểm ngươi từ bỏ Thanh Tuyết có loại ý nghĩ này, chúng ta còn có thể liên thủ, thế nhưng hiện tại, đã muộn. Nghe vậy, sắc mặt đám người Minh Vũ Học Viện nhất thời trắng bệch, mà Tuyên Minh thì cười gần một tiếng, hắn nhìn Dương Diệp một chút, sau đó không hề do dự, thân hình hơi động, vọt về phía mấy người. Hắn biết nam tử đột nhiên xuất hiện kia không phải tự tin với thực lực của mình chính là có lá bài tẩy gì đó, bất quá hắn không để ý, chỉ cần giết 6 người này, còn lại 2 người, hắn có lòng tin giải quyết. Nhìn mấy người ác chiến, Thanh Tuyết nhẹ giọng nói. Hiện tại chúng ta không đi sao? Tuy thực lực của Dương Diệp cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng, thế nhưng 3 người kia vô cùng mạnh mẽ, chờ 3 người thu thập xong đệ tử Minh Vũ Học Viện cùng Hạo Nguyệt Tông, nàng cùng Dương Diệp e là không thể chống lại. Đi. Dương Diệp lắc đầu cười cợt, nói. Thanh Tuyết, ngươi đừng quên, phía sau chúng ta còn có một con Đại Địa Hùng Vương, ngươi cho rằng nó thật sự sẽ thả chúng ta đi sao? Nghe Dương Diệp nói, lúc này Thanh Tuyết mới nhớ tới phía sau còn có một con huyền thú vương cấp, nhìn con Đại Địa Hùng Vương giống như núi nhỏ kia, Thanh Tuyết cay đắng nở nụ cười,
Xác thực, mấy người giữa trường đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như mọi người đồng lòng hợp lực đối phó đại địa Hùng Vương, còn có thể có cơ hội sống sót, thế nhưng hiện tại. Thanh Tuyết cười khổ lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, nói. Xin lỗi, lần này liên lụy ngươi. Dương Diệp đang xem mấy người kịch chiến đột nhiên nghe được Thanh Tuyết nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười cợt nói. Không có gì, nhìn thấy ngươi gặp nạn, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhìn nụ cười của Dương Diệp, Thanh Tuyết hơi thất thần, sắc mặt nàng không khỏi ửng đỏ, đầu hơi thấp xuống, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đã rời ánh mắt về phía chiến trường. Thanh Tuyết không thể không thừa nhận, Dương Diệp còn rất có mị lực, không phải chỉ tướng mạo, luận tướng mạo, Dương Diệp cũng chỉ có thể coi là tuấn tú, cách soái ca vẫn còn có chút khoảng cách. Nàng chỉ mị lực là Dương Diệp tàn nhẫn cùng quả đoán. Hai thứ này đối với người khác mà nói không phải mị lực, nhưng đối với nàng mà nói là phải. Nàng sinh ra ở thế gia, trong thế gia hắc ám so với hoàng cung không kém bao nhiêu, ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên nàng rõ ràng một đạo lý, là làm người quyết không thể do dự thiếu quyết đoán cùng quá mức nhân từ. Từ khi nhận thức Dương Diệp tới nay, tuy hai người tiếp xúc không nhiều, thế nhưng đối với Dương Diệp tàn nhẫn cùng quả đoán, nàng lại tràn đầy lĩnh hội. Không thể phủ nhận. Nàng rất có hảo cảm với Dương Diệp. Đơn giản mà nói, nam nhân có thực lực, coi như tướng mạo xấu xí, đối với nhiều người cũng là có mị lực. Mà tại Nam vực cường giả vi tôn, điểm ấy càng rõ ràng. Lúc này Dương Diệp cũng không biết nữ tử bên cạnh tâm tư bay loạn, hiện tại hắn đang suy nghĩ chuyện tiếp theo. Bởi vì chiến đấu giữa trường đã gay cấn tột độ, hai tên đệ tử của Hạo Nguyệt Tông đã chết trận, chỉ còn lại ba người của Minh Vũ Học Viện. Mà ba người nguyên môn một cái cũng chưa chết, chỉ bị chút vết thương nhẹ. Không nghi ngờ chút nào, ba người Minh Vũ Học Viện cũng sắp xong đời. Mà sau khi người của Minh Vũ Học Viện xong đời, ba người nguyên môn khẳng định sẽ tới đối phó hắn cùng Thanh Tuyết. Đương nhiên, hắn không phải sợ ba người tới đối phó hắn, hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể một lần tiêu diệt ba người nguyên môn. Ba người nguyên môn muốn giết người diệt khẩu, hắn cũng có ý nghĩ tương tự. Hắn giết một người nguyên môn, nếu như ba người kia trở lại, vậy hắn nhất định sẽ có phiền phức, hắn cũng không thích loại sự tình giết tiểu nhân đến lão nhân. Hắn thích vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ở thế giới này, rất nhiều lúc là không có đúng sai, thay lời khác tới nói, là quả đấm của người nào lớn người đó là đúng. Thanh Tuyết sư muội, mong người cứu viện, tại hạ cùng với Minh Vũ Học Viện chắc chắn thâm tạ. Giữa trường. Nam tử bị Tuyên Minh đánh liên tục lùi về phía sau một bên ứng đối Tuyên Minh một bên nhìn sang hô. Lúc này mấy người Minh Vũ Học Viện bọn họ đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nếu như Thanh Tuyết cùng nam tử thần bí kia không ra tay, như vậy mấy người bọn họ sẽ thật sự chết ở chỗ này. Thanh Tuyết cùng Dương Diệp làm như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng nhìn. Cái gì gọi là hiện thế báo? Chính là chỉ tên nam tử trước mắt này. Nếu như lúc trước hắn ném một tấm thần hành phù cho Thanh Tuyết, như vậy lúc này coi như Dương Diệp không ra tay giúp đỡ, nàng cũng sẽ xuất thủ. Thế nhưng đáng tiếc, tên nam tử này không làm như vậy. Thanh, tên nam tử kia còn muốn cầu xin, nhưng đúng lúc này, đầu của hắn mang theo một luồng máu tươi phóng lên trời, làm cho thanh âm cầu cứu im bặt. Tên nam tử này vừa chết, hai tên đệ tử Minh Vũ Học Viện còn lại cũng trong nháy mắt bị hai tên đệ tử nguyên môn chém giết. Sau khi chém giết mấy người, Tuyên Minh và hai tên đệ tử bên cạnh hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Thanh Tuyết. Tuyên Minh rõ ràng là không trực tiếp động thủ, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp và Thanh Tuyết, hắn không phải là một người không có đầu óc, mà thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng không giống như là một người không có đầu óc, nếu đối phương dám nhường cho ba người của Minh Vũ Học Viện bên mình thì chắc là vẫn còn con bài chưa lật nào đó. Nghĩ vậy, trong mắt Tuyên Minh hiện lên một tia do dự. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi. Áp chế sát ý trong lòng, nói. Chúng ta đi thôi. Hai người ở bên cạnh sửng sốt, một người trong đó khó hiểu hỏi. Sư huynh, bọn họ chỉ có hai người, ba người chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được bọn họ mà, vì sao lại phải đi? Tên còn lại nhíu mày nói. Tuyên Minh sư huynh, người chắc cũng minh bạch, việc này nếu truyền ra thì hậu quả e là không ổn đâu. Tuyên Minh lắc đầu, trầm giọng nói. Người này ta không nhìn thấu. Hắn nếu dám đứng ở đây nhìn chúng ta giết người của Minh Vũ Học Viện, tất phải có chỗ dựa. Ta không thể lơ là được,
Hơn nữa bên cạnh còn có một đại địa hùng vương, tuy không biết đại địa hùng vương này hiện tại công kích chúng ta hay không, nhưng ai dám đảm bảo đợi chiến đấu chúng ta chiến đấu với hai người này rồi thì nó liệu có còn ngồi yên như bây giờ hay không? Nhưng, chuyện của Minh Vũ Học Viện. Tuyên Minh cười lạnh một tiếng, nói. Minh Vũ Học Viện và người của Hạo Nguyệt Tông đã chết rồi, về phần chuyện ở đây, ra ngoài rồi chẳng phải là mặc cho chúng ta muốn nói gì thì nói à? Người bên ngoài tin tưởng kiếm tông hắn, hay là tin nguyên môn của chúng ta? Cho dù không tin chúng ta, vậy cũng chẳng sao, dù sao chỉ cần không có chứng cớ thì ai dám đến nguyên môn hỏi tội chúng ta? Hai người ở bên cạnh Tuyên Minh nghĩ nghĩ đều gật đầu, triệt để từ bỏ ý đồ đối phó với Dương Diệp và Thanh Tuyết. Tuyên Minh nhìn xoáy vào Dương Diệp và Thanh Tuyết, sau đó dẫn hai người xoay người bỏ đi. Thanh Tuyết và Dương Diệp ở bên cạnh thấy vậy cũng ngây ra, Dương Diệp kinh ngạc nói. Cứ vậy mà đi à, hắn không giết chúng ta diệt khẩu sao? Hắn đã chuẩn bị thả hai U Minh Lang ra để giải quyết ba người trước mặt, tuy sẽ bại lộ, nhưng cũng đành chịu thôi, hắn thật sự là không muốn thả cho ba tai họa này sống sót rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà hắn không ngờ đối phương chỉ nhìn bọn họ một cái rồi sau đó xoay người rời đi. Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, lườm Dương Diệp một cái, tên trước mắt này giống như là rất hy vọng đối phương sẽ tới giết hắn vậy, bèn nói. Chắc hẳn bọn họ đang kiêng kỵ gì đó, bỏ đi cũng tốt, tránh cho chúng ta lại phải ngươi chết ta sống. Dương Diệp nhíu chặt mày, hắn sẽ không thả mấy người về. Bằng không cái chết của mấy người Minh Vũ Học Viện chỉ sợ sẽ bị người ta đổ lên đầu mình và Thanh Tuyết. Ngay khi Dương Diệp muốn xuất thủ, mặt đất đột nhiên chấn động, Dương Diệp quay đầu lại, chỉ thấy đại địa Hùng Vương vẫn luôn đứng nhìn đó đột nhiên tung mình nhảy lên, ép về phía mấy người Tuyên Minh còn chưa đi được quá mấy chục trượng. Khi ba người Tuyên Minh xoay người nhìn thấy đại địa Hùng Vương đang công kích về phía bọn họ thì sắc mặt đại biến, bọn họ nào ngờ rằng đại địa Hùng Vương này lại phát động công kích với bọn họ. Không kịp nghĩ nhiều, ba người vội vàng đánh trả, các loại huyền kỹ hoa lệ như liều mạng từ trong cơ thể ba người ùa ra. Đối với huyền kỹ có uy lực không tầm thường của ba người này, đại địa Hùng Vương chỉ dùng một chưởng, vồ một cái rất đơn giản thôi là huyền kỹ gì cũng tiêu tán trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tuyên Minh đại biến, kinh hãi nói. Không xong rồi, nó lúc trước là che giấu thực lực, nó là huyền thú vương cấp đỉnh phong, chúng ta chia ra trốn. Nói xong, mặc kệ hai người bên cạnh, thi triển ra thân pháp kỹ của nguyên môn vội trốn đi xa. Hai người bên cạnh phản ứng cũng không chậm, vào một khắc Tuyên Minh vừa chạy trốn thì cũng thi triển ra thân pháp kỹ bỏ chạy theo hai hướng khác. Thấy một màn này, trái tim Dương Diệp trầm xuống, hắn không hy vọng ba người chạy thoát, nhìn về phía đại địa Hùng Vương thì thấy đại địa Hùng Vương cũng không có ý đuổi theo, lập tức nhớn mày. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ, đại địa Hùng Vương chậm rãi giơ cặp hùng trưởng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Thanh Tuyết, song trưởng của đại địa Hùng Vương đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Rầm! Một tiếng nổ vang trời vang vọng trong hẻm núi, lúc này chính là đất rung núi chuyển một cách chân chính. Mà dưới một trưởng này, một cỗ lực lượng không tên đột nhiên ập về phía Dương Diệp, bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp bị lực lượng này tập kích, sau đó Dương Diệp cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay lập tức. Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm ý để chảm sát cỗ lực lượng đang tập kích tới người hắn. Quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyết, lúc này sắc mặt Thanh Tuyết tái nhợt, mày nhíu chặt, giống như đang phải chịu đựng cơn đau khó tả. Không chút do dự, Dương Diệp tóm lấy tay Thanh Tuyết kéo sát về phía mình, sau đó kiếm ý xuyên thấu qua tay truyền tới trên người Thanh Tuyết, loại bỏ cỗ lực lượng đó ra ngoài. Mày đang nhíu chặt của Thanh Tuyết từ từ giãn ra, thật lâu sau, nàng ta mở hai mắt. Có chút ngỡ ngàng, giống như cảm nhận được gì đó. Thanh Tuyết cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy Dương Diệp đang nắm tay nàng thì sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng giật ra. Thấy Thanh Tuyết không sao, Dương Diệp yên lòng, quay đầu nhìn về phía đại địa Hùng Vương, khi nhìn thấy một màn trong sân thì thần sắc Dương Diệp lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này bên cạnh đại địa Hùng Vương đã có thêm ba cỗ thi thể, mà những cỗ thi thể đó chính là của ba người nguyên môn. Tiểu gia hỏa đại địa Hùng Vương vừa rồi là thi triển năng lực thiên phú của huyền thú à? Dương Diệp quay đầu hỏi Tử Điêu trên vai hắn. Đối với việc Tử Điêu không phải chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng đó, Dương Diệp mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn có thể tiếp nhận, dù sao thì hắn cũng biết Tử Điêu rất lợi hại. Tử Điêu gật đầu, sau đó dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ đầu Dương Diệp, tựa hồ muốn nói đừng sợ, có ta đây rồi. Nhận ra được ý tứ của Tử Điêu,
Dương Diệp mặt tối sầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, vỗ vỗ đầu của tiểu tử này, đang chuẩn bị nói gì đó thì mặt đất đột nhiên lại rung chuyển. Dương Diệp biến sắc, quay đầu nhìn về phía Đại Địa Hùng Vương, cũng may, Đại Địa Hùng Vương không hề động thủ mà chỉ đang bước về phía hắn cùng với Thanh Tuyết mà thôi. Nhìn thấy Đại Địa Hùng Vương đi tới, Thanh Tuyết biến sắc, theo bản năng xích lại gần Dương Diệp. Hiện tại nàng ta mới biết, ban đầu mấy người các nàng tới liệp sát Đại Địa Hùng Vương này là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào, đây không phải là đến liệp sát mà là đến tìm chết. Đại Địa Hùng Vương không nhìn Dương Diệp và Thanh Tuyết, ánh mắt dừng ở trên người Tử Điêu, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc và kiêng kỵ. Dưới gợi ý của Dương Diệp, Tử Điêu biểu đạt ý đồ đến của bọn họ với Đại Địa Hùng Vương. Khi Tử Điêu đang trao đổi với Đại Địa Hùng Vương, Dương Diệp vội vàng thu lấy nạp giới trên người những thi thể trên mặt đất, sau đó kéo Thanh Tuyết sang một bên, đưa cho nàng ta một cái nạp giới, nói. Trong đây có 3.000 viên đá năng lượng, các loại đan dược cũng có tới 100 viên, còn có mấy tấm phù lục trung phẩm, những cái này đủ cho ngươi tu luyện 1 năm rồi. Ngươi hiện tại về tông đi, sau này đừng đến Thập Vạn Đại Sơn nữa, cho dù đến thì cũng đừng tiến vào Đoạn Hồn Sơn Mạch, bảo người của kiếm môn cũng đừng đến, hiểu chưa? Thanh Tuyết không tiếp nhận giới chỉ, mà hỏi ngược lại. Ngươi không cùng về tông à? Xem ra chuyện giữa mình và kiếm tông đã bị cao tầng của kiếm tông ém xuống rồi, cũng đúng, loại chuyện mất mặt này kiếm tông sao lại đi truyền ra ngoài. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta tạm thời sẽ không về, ngươi đi nhanh đi, Đại Địa Hùng Vương sẽ không ra tay với ngươi đâu. Thanh Tuyết ngẩn ra, quay đầu nhìn xa xa Tử Điêu và Đại Địa Hùng Vương, giống như hiểu ra gì đó, lập tức nói. Ngươi bảo trọng. Nói xong, tiếp nhận giới chỉ trong tay Dương Diệp, sau đó xoay người bước tới cửa cốc. Sau khi đi được mấy chục bước, nàng lại dừng chân, xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, cảm ơn. Nói xong không dừng lại nữa, chỉ lát sau đã biến mất ở cửa cốc. Dương Diệp lặng lẽ cười, sau đó xoay người đi tới trước mặt Đại Địa Hùng Vương, nhìn quái vật lớn trước mắt, hai mắt Dương Diệp trở nên nóng rực, nếu người này nguyện ý đi theo mình, vậy thì cường giả linh giả cảnh không ra mặt. Ai có thể đối phó được mình? Chỉ là muốn khiến người này thần phục mình thì chỉ sợ là rất khó. Thực lực của Đại Địa Hùng Vương này so với U Minh Lang Vương thì không chỉ mạnh hơn một chút. Lần này Tử Điêu không dùng uy áp để đối phó với Đại Địa Hùng Vương, bên trong Thập Vạn Đại Sơn, cường giả phải được tôn kính. Tuy Đại Địa Hùng Vương này vẫn chưa có tư cách khiến nó phải tôn kính, nhưng cũng không thể đối đãi giống như với U Minh Lang Vương. Rất nhanh. Ánh mắt của Đại Địa Hùng Vương dừng ở trên người Dương Diệp, thật lâu sau, nó lắc đầu, tựa hồ sợ Tử Điêu hiểu lầm và tức giận, nó lại bắt đầu trao đổi với Tử Điêu, hiển nhiên là nó đang giải thích. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tử Điêu chạy tới trước mặt Dương Diệp, xòe xòe móng nhỏ, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy thế, Dương Diệp nhướng mày, tiểu tử kia từ bỏ thu phục đại gia hỏa này à? Theo lý mà nói thì là không thể nào, cũng may. Tiểu tử này rất nhanh liền bắt đầu giải thích. Sau khi trải qua trao đổi đầy nhọc nhằn với tiểu tử này, Dương Diệp cuối cùng cũng minh bạch tiểu tử này vì sao lại bỏ cuộc. Lần này là bất lực thật sự, cho dù tiểu tử này không từ bỏ thì hắn cũng không bỏ cuộc. Bởi vì thân phận của Đại Địa Hùng Vương trước mắt này không tầm thường. Đại Địa Hùng Vương không phải là nguyên cư dân của Đoạn Hồn Sơn Mạch, nó đến từ Huyền Thú Đế Quốc ở trung tâm Thập Vạn Đại Sơn. Ở Thập Vạn Đại Sơn, có một đế quốc khổng lồ, nơi đó tất cả đều là huyền thú, không có nhân loại. Hơn nữa huyền thú đế quốc này còn có chế độ vô cùng hoàn thiện, bất kể là chính trị hay là quân sự, huyền thú đế quốc này đều cực kỳ đầy đủ. Nói đơn giản một chút thì Đại Địa Hùng Vương này là một đại đầu binh được huyền thú đế quốc phái tới trấn thủ Đoạn Hồn Sơn Mạch, phòng ngừa nhân loại tự tiện tiến vào. Nếu Dương Diệp giết chết hắn, vậy thì sẽ gặp phải sự trả thù của toàn bộ huyền thú đế quốc. Hậu quả này Dương Diệp không thừa nhận nổi, đây cũng là nguyên nhân mà tiểu tử kia phải bỏ cuộc. Mà Đại Địa Hùng Vương đi theo Dương Diệp, vậy thì chính là tự tiện rời khỏi vị trí công tác, nó sẽ bị lột ra lấy đan. Nói đơn giản một chút thì chính là huyền thú vương cấp đỉnh phong này không thể đi theo Dương Diệp. Dương Diệp cảm thấy nếu không phải do thân phận của Đại Địa Hùng Vương rất có thể sẽ đi theo hắn, chính xác mà nói thì là đi theo tiểu tử kia. Dương Diệp lờ mờ cảm thấy Đại Địa Hùng Vương vô cùng tôn kính tiểu tử kia, loại tôn kính này không phải là loại tôn kính vì sợ hãi như Tiểu Hôi với Tiểu Ngân, mà là tôn kính thật sự, tôn kính từ tận đáy lòng.
Điều này khiến cho Dương Diệp càng lúc càng hiếu kỳ đối với thân phận của tiểu tử kia. Bất kể là thế nào, con thú vương này không phải là đang bày trò. Có điều Dương Diệp cũng không thất vọng lắm, có thì là may mắn, mất thì là do số đen, Dương Diệp chính là có loại tính cách này. Tuy không thể thu phục được thú vương này, nhưng không ngại Dương Diệp giao hảo với hắn, đương nhiên, đại địa hùng vương chủ yếu là do nể mặt mũi của tiểu gia hỏa mà thôi. Dưới yêu cầu của Dương Diệp, đại địa hùng vương đáp ứng đánh với Dương Diệp một trận, nhưng vẻ khinh thị trong mắt lại không thể nào che giấu được, nếu không phải cố kỵ tử điêu, chỉ sợ trong mắt đại địa hùng vương sẽ không phải là khinh thị mà là phớt lờ. Đối với sự khinh thị của đại địa hùng vương, Dương Diệp cũng không thèm để ý, hắn minh bạch đạo sinh tồn của thập vạn đại sơn. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến đối phương tôn kính. Hình thể của Dương Diệp và đại địa hùng vương có thể nói là hai thái cực. Ở trước mặt thân thể cao lớn của đại địa hùng vương, Dương Diệp lộ ra vẻ rất nhỏ bé. Dương Diệp lần này không sử dụng quyền để lấy cứng trọi cứng với đại địa hùng vương, lực lượng của đại địa hùng vương hắn tuyệt đối là không thể chống cự. Hơn nữa cũng không cần thiết phải vậy, dùng đại địa hùng vương để rèn luyện luyện kiếm pháp thì tốt hơn. Đại địa hùng vương nhìn Dương Diệp, không hề động thủ, nó đang đợi Dương Diệp động thủ trước. Dương Diệp cũng không nhiều lời, huyền khí trong cơ thể dũng động. Trường kiếm chiếu ra một đạo kim quang, trường kiếm chém vào hư không trước đại địa hùng vương, một đạo huyền khí màu vàng mang theo tiếng xé gió bén nhọn bắn về phía đại địa hùng vương. Nhìn thấy huyền khí màu vàng kim bắn tới, trong mắt đại địa hùng vương hiện lên vẻ kinh ngạc, giơ hùng trưởng lên đỡ. Rầm, tiếng năng lượng bùng nổ vang lên ở đây. Huyền khí màu vàng kim không xuyên qua được hùng trưởng của đại địa hùng vương, nhưng lại đâm ra một lỗ máu trên hùng trưởng của đại địa hùng vương. Nhìn thấy lỗ máu trên bàn tay, ánh mắt của đại địa hùng vương trở nên ngưng trọng, đã không còn vẻ khinh thị lúc trước. Thấy phân linh kiếm quyết của mình không tạo thành thương tổn có tính thực chất nào cho đại địa hùng vương, Dương Diệp hít sâu một hơi, không giữ lại gì nữa, kiếm ý phun trào, ập về phía đại địa hùng vương. Khi cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, con người của đại địa hùng vương co rút lại, không dám có chút lơ là và khinh thị. Khí thế trong cơ thể giống như thủy triều trào ra, chống cự lại kiếm ý của Dương Diệp. Chân phải dậm mạnh xuống đất, thân hình Dương Diệp bắn ra, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái lên người đại địa hùng vương, kiếm khí màu vàng kim rời kiếm bắn nhanh về phía đại địa hùng vương. Đại địa hùng vương không né tránh, cũng không thể né tránh, vẫn đáp trả giống như những gì đã làm với người của nguyên môn, hùng trưởng cực lớn đột nhiên chộp về phía kiếm khí của Dương Diệp. Rầm, kiếm khí tiêu tán. Nhưng trên hùng trưởng cực lớn lại có thêm một lỗ máu, hơn nữa lỗ máu này so với lỗ trước thì còn lớn hơn, cũng sâu hơn. Dương Diệp không dừng lại, sau khi kiến thức lực lượng của đại địa hùng vương, hắn cũng không chiến đấu cận thân với đại địa hùng vương nữa, mà là không ngừng chạy chung quanh đại địa hùng vương rồi dùng kiếm khí để công kích. Tuy kiếm khí cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho đại địa hùng vương, nhưng cũng may, sau nửa canh giờ chiến đấu, dưới sự bao vây của kiếm ý, kiếm khi đó cũng chọc ra mấy chục lỗ máu trên người đại địa hùng vương. Rất nhanh, đại địa hùng vương biết không thể tiếp tục dùng cách cứng rắn để đỡ loại huyền khí màu vàng kim có lực lượng khủng bố này, ánh mắt của nó hướng về phía Dương Diệp ở xa xa, hùng trưởng đột nhiên vỗ xuống, đại địa lại phát ra một trận đất rung núi chuyển. Quả nhiên, dưới năng lực trời ban của đại địa hùng vương, kiếm khí Dương Diệp chuẩn bị kích tới khựng lại một chút, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt vào nhau. Đúng lúc này, đại địa hùng vương nắm chắc thời gian, lướt tới, hùng trưởng so với thân thể của Dương Diệp còn lớn hơn đó giống như Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống người Dương Diệp. Nếu bị này một trưởng này vỗ trúng, Dương Diệp cho dù không thành thịt nát thì cũng tuyệt đối sẽ bị biến thành thịt dẹt. Dương Diệp không bị choáng lâu, chỉ trong thời gian một cái hô hấp liền dùng kiếm ý loại bỏ cỗ lực lượng đó ra, nhưng mà vẫn hơi chậm, chỉ nháy mắt, hùng trưởng của đại địa hùng vương đã tới đỉnh đầu hắn. Không kịp nghĩ nhiều. Dương Diệp thu kiếm vào vỏ, sau đó huyền khí trong cơ thể nháy mắt dũng động, điên cuồng phun trào ra. Ngay khi hùng trưởng còn cách Dương Diệp nửa trượng, Dương Diệp quát to một tiếng, chân phải dậm mạnh xuống đất, bắn về phía hùng trưởng cực lớn đó. Cùng lúc đó, tay phải của Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Đạo kim quang phóng lên cao. Bù! Dương Diệp cả người lẫn kiếm xuyên qua hùng trưởng, trong không trung, Dương Diệp lượn ngược người lại rút kiếm. Đâm tới hùng trưởng đang ở dưới mặt đất. Bị một kiếm của Dương Diệp đâm thủng bàn tay, đại địa hùng vương phẫn nộ hét lên một tiếng,
nhìn thấy Dương Diệp lại đâm về phía hùng trưởng của mình, Đại Địa Hùng Vương không dám đỡ, bàn tay đột nhiên rụt lại, sau đó cả người hung hăng đâm về phía Dương Diệp. Một kiếm thất bại, Đại Địa Hùng Vương ép tới, Dương Diệp biến sắc, mũi kiếm vạch một cái xuống mặt đất, mượn lửa đẩy kiếm khi bắn xuống mặt đất để bay ngược lên trên, sau đó ở trên không trung hắn chém một cách về phía Đại Địa Hùng Vương đang đâm tới. Bù! Kiếm khí màu vàng kim mang theo tiếng xé gió bắn về phía Đại Địa Hùng Vương. Đại Địa Hùng Vương lần này không trốn tránh, để mặc đạo kiếm khí đó đánh vào ngực, khi kiếm khí đánh lên ngực nó cũng đã tới trước mặt Dương Diệp, sau đó hình thể khổng lồ dùng phương thức mãnh liệt nhất va vào Dương Diệp. Dương Diệp muốn tránh, nhưng hắn lại không thể tránh, Đại Địa Hùng Vương dùng phương thức lấy thương tổn đổi lấy thương tổn, đây là điều mà hắn không ngờ tới, cho nên hắn căn bản không kịp tránh cú va chạm này. Dầm! Dương Diệp hóa thành một điểm đen bay ngược ra ngoài, sau khi bay ra xa mấy chục trượng, lại dầm một tiếng, thân thể trực tiếp đâm vào trong một vách núi. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu đang ở bên cạnh quan chiến biến sắc, trên thân thể ánh sáng tím lóe lên. Đúng lúc này, như là cảm giác được gì đó, ánh sáng tím đang tỏa ra từ trên người nó chậm rãi hùa lại về trong cơ thể. Đại Địa Hùng Vương ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nó lúc trước bị một kiếm của Dương Diệp đâm thủng hùng trưởng, khiến cho nó rất phẫn nộ, cho nên tiếp theo xuất thủ không chút lưu tình, chiêu nào cũng là sát chiêu. Hiện tại nhớ tới thì không khỏi có chút chột dạ, nó đã đáp ứng tiểu tử màu tím ở bên cạnh này là sẽ lưu thủ. Nhưng hiện tại, nhân loại đó bị một trưởng của mình đập chết. Có điều cũng may. Xem ra tiểu tử thần bí màu tím này không hề có ý bắt mình phải đền mạng cho nhân loại. Đúng lúc này, vách núi ở xa xa đột nhiên có tiếng vang, Đại Địa Hùng Vương nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu người từ trong vách núi thỏ ra. Nhìn thấy đầu người này, hai mắt của Đại Địa Hùng Vương lập tức trợn to, nhân loại này vẫn chưa chết à. Dương Diệp đương nhiên không chết, nhưng cũng rất không ổn. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn vẫn xem nhẹ lực lượng của Đại Địa Hùng Vương. Lực lượng đó quả thực là không chỉ mạnh hơn U Minh Lang Vương có vài lần. Xương cốt cả người hắn hiện tại giống như trở nên lỏng lẻo, ngũ tạng lục phủ quay cuồng như phiên giang đảo hải, nếu không phải cái động bị hắn dùng thân thể đập ra sâu tới mấy trượng quá bức bí, hắn thà là ở bên trong đó, bởi vì hắn chỉ động một chút thôi là cả người đau nhói. Có thể nói, dưới sự va chạm của huyền thú vương cấp đỉnh phong này, hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.